Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 1001, tân sinh viên ghi danh. Xe khởi động, đôi mắt Mỹ Ngọc sáng rực lên, anh giỏi thật đấy. Sau này tôi cũng muốn được trở thành bác sĩ như anh. Ngô Bình cười nói, Mỹ Ngọc thông minh như vậy, sau này chắc chắn còn giỏi hơn tôi. Ngô Mi hỏi, anh à, bà nãy anh đánh một trường ở trên xe là vì chuyện gì thế ạ? À? Ngô Bình đáp, em cẩn trọng đấy nhỉ, trên xe có thứ dơ bẩn nhưng đã bị anh đánh đuổi rồi. Hơn một giờ sau, xe chạy đến Đại học Hoa Thanh. Đại học Hoa Thanh là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước và nằm trong top 10 trường đại học trên thế giới. Xe không thể chạy vào trường, Cương Tử đi đỗ xe, còn Ngô Bình sách túi lớn túi nhỏ, cùng Ngô My và Mỹ Ngọc đi ghi danh. Trở lại khuôn viên trường đại học, Ngô Bình không khỏi cảm khái. Học sinh ở Viêm Long thi đại học không hề dễ dàng. Một trường đại học hàng đầu như Hoa Thanh, trong 10.000 thí sinh chỉ có 5, 6 người đỗ vào, có thể nói là một trọi 10.000. Nhà trường có bố trí các tình nguyện viên hỗ trợ tân sinh viên. Đi được vài bước, đã có hai cô sinh viên hỏi họ có cần giúp đỡ không. Ngô Bình không thông thuộc nơi này nên nhờ họ dẫn đường. Hai cô gái ấy khá xinh đẹp, một cô tóc dài, một cô tóc ngắn. Có lẽ họ đều không quá 20 tuổi, chắc là sinh viên năm 2 hoặc năm 3. Cô gái tóc dài cười nói, chào hai em. Hai em là người ở đâu? Ngô Mi nói, chúng em đến từ tỉnh ca, đây là anh trai em, có phải rất đẹp trai không ạ? À? Anh ấy vẫn chưa có bạn gái đấy. Ngô Bình cốc đầu Ngô Mi, nói vớ vẩn. Ngô Mi xoa đầu, em đang tạo cơ hội cho anh mà, sao lại đánh em chứ? Cô nàng tóc dài mỉm cười, tiếc là chỉ có bạn trai rồi. Cô gái tóc ngắn cười bảo, chị chưa có này. Anh đẹp trai ơi, kết bạn nhé. Ngô Mi nói, chị phải gọi là đàn anh cô nàng tóc ngắn ngẩn ra đàn anh anh đẹp trai này cũng học hoa thanh sao ngô nghi đáp anh trai em là tiến sĩ bằng kép của hoa thanh đấy cô gái tóc ngắn lập tức lộ vẻ ngưỡng mộ đàn anh cử quá là tiến sĩ bằng kép cơ ạ à. hai cô sinh viên đều kết bạn với ngô bình sau đó đưa họ đi đăng ký họ đến viện y học trước trước ô cửa đăng ký đã có một hàng người đang chờ lúc đến nơi họ nhìn thấy một cô sinh viên tầm tuổi ngô nghi trông rất thanh tú mặc một bộ quần áo mới có vẻ không vừa người. Đứng cạnh cô ấy là một lão nông chừng 50 tuổi, lấy một sấp tiền lẻ từ trong túi vải ra, có 10 đồng, có 5 đồng. Ông ấy vừa lau nước mắt vừa nói với nhân viên ngân hàng trong cửa sổ, tôi bị trộm mất tiền trên đường đi, chỉ còn ngần này thôi, có thể đăng ký cho con bé trước không cô? Nhân viên thu ngân nhìn đối phương với ánh mắt đồng cảm, bác à, thật xin lỗi, cháu là người của ngân hàng, chỉ phụ trách thu tiền thôi. Cô gái kéo lão nông ấy, Bình Đĩnh nói, bố à, con không học nữa đâu, con sẽ đi làm. Ngô Bình cảm thấy rất lạ, học sinh mà đỗ vào hoa thanh địa phương hẳn sẽ có thưởng, ít nhất cũng được vài trăm nghìn, sao họ lại không có tiền đóng học phí. Anh Tiến lại gần, đưa thẻ cho quầy thu rồi nói, quẹt thẻ của tôi đi. Lão nông cả kinh, không được, cậu trai à, tôi không thể dùng tiền của cậu. Nhân viên nhìn Ngô Bình, mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng quẹt thẻ. Audio điện tử võ tấn bền cô gái ấy cảm kích nhìn ngô bình cảm ơn anh nói rồi toan quỷ gối trước ngô bình ngô bình bèn đỡ cô ấy dậy không cần cảm ơn anh là nhân viên của quỹ học bổng viêm long những đứa trẻ vừa ngoan vừa giỏi như em có thể đến quỹ của bọn anh để xin học bổng có tiền học bổng rồi em không những không cần chi trả tiền học đại học vài năm tới mà còn nhận được một khoản tài trợ đôi mắt xinh đẹp của cô ấy mở to thật không ạ Ngô Bình gật đầu, thật ra có rất nhiều quỹ như vậy, nhà nước cũng hỗ trợ rất nhiều, nhưng làm đơn xin khá phiền phức. Anh nói vậy để cô ấy không còn buồn nữa. Lão nông liên tục cảm ơn anh, Ngô Bình hỏi rõ tình hình, lão nông bèn thật thà kể lại. Hóa ra khi cô con gái trúng tuyển Hoa Thanh, huyện và thành phố đều có thưởng tiền, thôn cũng thưởng 10.000 tệ, các doanh nhân địa phương cũng quyên tặng, tổng cộng được hơn 200.000 tệ nhưng khoản tiền đã bị bác cả lừa mất với lý do gửi vào ngân hàng lấy tiền lãi, mất trắng chỉ sau một đêm. Lão nông suýt nữa đã uống thuốc trừ sâu, nhưng vì con gái, ông ấy đã đi vay mượn tiền khắp nơi. Khó khăn lắm họ mới gom góp được 20.000 tiền học phí, kết quả lại bị người ta trộm mất dọc đường đi. Họ chẳng còn cách nào khác, đành cắn răng đi đến trường. Thật ra dù ông ấy không có tiền thì vẫn có thể học trường này, cùng lắm thì nợ trước rồi trả lại sau khi tốt nghiệp thôi hoặc có thể xin khoản vay hỗ trợ sinh viên chỉ cần cô ấy chăm chỉ học chỉ riêng tiền học bổng cũng đủ để cô ấy chi xài ngô bình không muốn cô ấy gặp khó khăn nên ra tay giúp đỡ cô gái này cũng đăng ký khoa lâm sàng nên đã nhanh chóng làm quen với mỹ ngọc sau khi anh ghi danh cho mỹ ngọc và ngô my thì đã đến giờ cơm mấy ngày này nhà trường có mở nhà ăn cho khách ngoài ngô bình mời lão nông và cô ấy đi ăn cùng nhà ăn chật cứng người Ngô Bình và Cương Tử mua mười mấy món, họ ngồi quây quần ăn chung. Ngô Bình còn gọi cả hai cô sinh viên dẫn đường ban nãy đến. Trong lúc tán gẫu, họ biết cô ấy tên là Hà Phương Phương. Cô ấy cũng đứng đầu huyện trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Chẳng mấy chốc, ba cô bé đã thân thiết với nhau, trò chuyện rất hăng say. Ngô Bình khá thích cô gái này, biết vươn lên, thông minh, có lòng biết ơn. Anh nói sẽ giúp Hà Phương Phương lấy lại khoản tiền bị trộm và cả khoản tiền bị bác cả lấy mất, còn hỏi số tài khoản ngân hàng của cô ấy. Hà Phương Phương chỉ nghĩ Ngô Bình An ủi mình thôi, nào biết anh đã gọi mấy cuộc điện thoại trước khi ăn. Còn chưa ăn xong thì đã có người gọi lại. Huyện quê nhà của Hà Phương Phương đã cử ra lực lượng cảnh sát và thành công lấy lại 280.000 tiền đánh bạc, sau đó chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Hà Phương Phương. Chỉ vài phút sau, Hà Phương Phương đã nhận được tin nhắn từ ngân hàng. 280.000 đã được chuyển vào tài khoản của cô ấy không thiếu một xu. Không chỉ vậy, mấy phút sau, Ngô Bình lại nhận được một cuộc điện thoại, sau đó 20.000 tệ bị trộm đã được chuyển vào tài khoản của Hà Phương Phương. Bố con Hà Phương Phương đều ngơ ngác, tiền đã được lấy lại nhanh vậy ư? Hai cô sinh viên cũng kinh ngạc vô cùng, đàn anh đã làm bằng cách nào thế ạ? Ngô Bình cười đáp, anh quen nhiều bạn thôi. Cô nàng tóc ngắn trước mắt, vậy đàn anh có thể giúp em một việc không ạ? Ngô Bình nói, được, em nói đi. Cô gái tóc ngắn trả lời rất nghiêm túc, "Đàn anh à, em vẫn chưa có bạn trai, anh giúp em thoát khỏi cảnh độc thân được chứ?" Ngô Bình ngây người, vội xua tay, "Không giúp được, không giúp được rồi." Ngô Mi và Mỹ Ngọc đều mím môi cười trộm. Ăn cơm xong, Ngô Bình đưa Mỹ Ngọc và Ngô Mi đến ký túc xá. Thật tình cờ, Mỹ Ngọc và Hà Phương Phương ở chung phòng. Hai bạn cùng phòng còn lại của họ, một người đến từ Thiên Kinh, người còn lại là người Vân Đông sau đó Ngô Bình đến phòng ký túc xá của Ngô Mi mới biết cô bé ở một mình. Hóa ra sinh viên nữ đăng ký khoa vật lý quá ít, nhà trường chỉ đành sắp xếp riêng một phòng cho Ngô Mi. Ngô Bình cũng rất bất đắc dĩ, đành nhờ người chuyển Ngô Mi đến ký túc xá của Mỹ Ngọc, tuy cách lớp học hơi xa nhưng vẫn tốt hơn ở một mình. Xong xuôi mọi chuyện đã là hơn 4 giờ chiều, anh bảo Cương Tử sống ở khách sạn gần trường, Ngô Mi và Mỹ Ngọc cần gì thì có thể gọi cậu ta bất cứ lúc nào anh đang định quay về trụ sở chính thiên long thì nhận được cuộc gọi của diệp huyền anh ta hy vọng anh tham gia một hoạt động còn nói trần lăng sương và lâm băng tiên cũng tham gia ngô bình cân nhắc một lúc rồi đồng ý khi ngô bình đến nơi mới phát hiện mấy người diệp huyền đang quay phim nhắc thấy ngô bình diệp huyền cười nói tiền bối bộ phim này cần một nhân vật phản diện đệ tử muốn mời tiền bối đóng có được không ngô bình trừng mắt đầu anh uống nước à diệp huyền Trông tôi giống người biết diễn xuất lắm à? Chương 1002, truy sát cực nhanh. Diệp Huyền cười nói, tiền bối không cần biết diễn xuất. Chủ yếu là hiệu ứng của một số cảnh quá khó, đệ tử đã thuê vài đội làm mà hiệu quả đều không tốt lắm. Ngô Bình cười khẩy, hóa ra anh gọi tôi đến đây để tiết kiệm tiền làm hiệu ứng à? Thế anh chuẩn bị đưa tôi bao nhiêu tiền đây? Diệp Huyền cười hề hề, tiền bối sao lại nỡ đòi tiền của đệ tử chứ ạ? À? Lâm Băng Tiên mỉm cười, "Anh Ngô à, mấy cái hiệu ứng ấy thật sự rất khó làm, đã bỏ ra không ít tiền mà vẫn không đạt được hiệu quả như mong muốn." Ngô Bình cũng đã đến rồi, chỉ đành thử xem sao. "Thế là anh hỏi kịch bản, nhân vật phản diện là một cao thủ cực giỏi và luyện tà công, vì để tu luyện công pháp cao cường nhất mà trở nên lạnh lùng vô tình, từ mặt gia đình." Cảnh chiến đấu này yêu cầu rất nhiều động tác khó, ngay cả mấy cậu trai trẻ của chùa Đại Thiên cũng không làm được hoặc làm chưa đủ hoàn hảo đoạn sau sẽ thêm hiệu ứng vào. Song Diệp Huyền vẫn muốn cảnh này phải tốt hơn nữa. Tuy đạo diễn cảm thấy đã ổn rồi nhưng anh ta vẫn chưa hài lòng. Vậy nên Diệp Huyền nảy ra ý, gọi điện lừa Ngô Bình đến đây và nhờ anh thử xem sao. Ngô Bình đi vào hậu trường, anh thay đổi ngoại hình, biến thành một người đàn ông trung niên lạnh lùng nhưng vẫn vô cùng điển trai, vẻ mặt không nhiễm bụi trần gian. Rồi anh mặc chiếc áo choàng thời thượng cổ và gắn dâu vào. Khi anh đứng trước mặt đám người Diệp Huyền, ai nấy đều sững sờ. Sự lạnh lùng, vô tình, tài giỏi mà Ngô Bình thể hiện còn tuyệt hơn miêu tả trong nguyên tác gấp trăm lần. Diệp Huyền vỗ tay, tốt quá rồi, chính là khí chất này. Trước đây cứ cảm thấy vai phản diện có điểm nào đó không ổn, cao thủ tuyệt thế thì nên có phong thái của cao thủ tuyệt thế như vậy. Lúc này, Diệp Huyền đích thân giải thích quá trình chiến đấu cho Ngô Bình. Vì hiệu quả quay dựng, anh phải quay một mạch đến hết, mười máy quay hoạt động cùng lúc để bắt được góc quay đẹp nhất giao đấu với Ngô Bình chính là Lâm Băng Tiên. Có điều cô ấy phải đeo dây cáp vì có một số động tác quá khó. Khi mọi người đang chuẩn bị, Ngô Bình bỗng cất tiếng, không cần dây cáp, Băng Tiên bắt đầu đi. Xuất lời, Lâm Băng Tiên bỗng nhiên bay lên cao, nhẹ nhàng như tiên vậy. Đôi mắt rực sáng, cô ấy hét lên một tiếng rồi đâm kiếm về phía Ngô Bình. Ngô Bình đã dùng niệm lực giúp Lâm Băng Tiên hoàn thành một loạt động tác phức tạp. Anh cũng tự do phát huy trên không thực hiện đủ loại động tác kinh người, không chỉ đẹp mà còn đầy uy lực. Đây vốn dĩ là cảnh hành động cần quay vài ngày, Ngô Bình mất nửa giờ đã diễn xong, thực hiện chỉ trong một lần. Khi hiệu ứng cuối cùng xuất hiện, đôi mắt của đạo diễn trợn trừng cả lên, liên tục nói thật khó tin, cả đời chưa từng quay được cảnh như vậy. Sau đó Ngô Bình trở thành khách mời miễn phí của Diệp Huyền. Anh đã quay một mạch các cảnh sau đó của nhân vật phản diện, tổng thời lượng khoảng 20 phút mà 20 phút này đã trở thành kinh điển trong lịch sử phim điện ảnh, không bao giờ bị vượt qua. Quay xong phim đã là 8 giờ hơn, ai cũng đói cả rồi. Diệp Huyền bèn mời mọi người đi ăn, đám đông đi ô tô đến một khách sạn. Trong một căn phòng riêng trên tầng 6 khách sạn, người quản lý đã đứng sẵn ở đó, cung kính chờ Diệp Huyền gọi món. Khách sạn này vốn do nhà Diệp Huyền mở. Gọi món xong, Diệp Huyền xem điện thoại rồi nói, "Tiền bối à, ông nội đệ tử nghe nói tiền bối đang có mặt nên bảo rằng sẽ đến đây ngay diệp thiên tông đang rảnh rỗi ở nhà không có việc gì làm ông ấy cũng nhớ ngô bình nên muốn đến gặp anh ngô bình nói ừ cũng lâu rồi tôi chưa gặp sư huynh chẳng bao lâu sau các món ăn vừa được bưng ra bàn diệp huyền lại nhận được điện thoại ngô bình nghe rất rõ bên kia đầu dây là một giọng lạ chào anh cho hỏi đây là số điện thoại của người nhà anh phải không Diệp Huyền cao mày, đây là số của ông nội tôi. Anh là ai? Người nọ đáp, ông nội anh ngất ở vệ đường. Tôi đã kiểm tra, hình như ông ấy không còn thở nữa. Anh mau đến đây đi. À, tôi đã gọi cấp cứu rồi. Diệp Huyền không còn nghe bất cứ từ nào sau đó nữa. Anh ta đứng bật dậy rồi lao ra ngoài. Ngô Bình giật lấy điện thoại, hỏi người gọi điện, xin hỏi ông ấy đang ở đâu. Đối phương nhắn vị trí, cả hai vừa ra khỏi cửa đã bay lên trời vài phút sau hai người đáp xuống chính giữa một con ngõ nhỏ đám đông đang vây quanh nơi đó và xì xào bàn tán ngô bình tách khỏi đám người nhìn thấy diệp thiên tông đang dựa vào tường máu đen chảy ra từ khóe miệng anh bắt mạch thấy ông ấy đã chết sư huynh ngô bình vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ tóc nổ tung từng sợi một bộ dạng đáng sợ vô cùng diệp huyền nhào vào lòng diệp thiên tông mà gào khóc nức nở đau đớn ngô bình khẽ khàng lên tiếng mọi người lùi ra những người xung quanh như thể bị thôi miên lần lượt rời khỏi con ngõ không gian yên tĩnh hắn hai tay ngô bình làm một động tác đọc một đoạn chú khó hiểu đồng thời thắp sáng đèn dẫn hồn vài phút sau anh ngửa mặt gào to tên hung thủ khốn kiếp dám bắt mất hồn phách của sư huynh tôi nhất định sẽ không tha cho các người diệp huyền khóc thảm thiết hơn tiền bối nói rằng hồn của ông nội cũng bị hung thủ bắt mất rồi ư ngô bình đấm mạnh xuống đất mặt đất liền rung chuyển, đá cũng vỡ vụn. Anh bày ra 5 đồng tiền phép để bói. Một lát sau, có bốn lớp hư ảnh xuất hiện giữa không chung. Anh nhìn xong bèn lạnh lùng nói, Diệp Huyền, trông chừng thân xác của ông nội anh. Tôi đi rồi về. Âm, um, mặt đất chấn động, đất dưới chân Ngô Bình lún thêm mấy chục cm, để lại hai dấu chân rất sâu. Ngô Bình đã bay lên trời, đuổi theo hung thủ. Thời gian hung thủ sát hại Diệp Thiên Tông chưa đến 10 phút, chạy chưa quá xa. Trên núi đất cách 10 dặm về phía tây, có một ngôi miếu thổ địa đã lâu không được tu bổ. Ở nơi này không có hương khói, miếu đã sụp một nửa, bình thường hay có mèo chó hoang ngủ lại. Đột nhiên, một lão ăn mày và một đạo sĩ cao gầy sóng vai bước vào miếu. Lão ăn mày cũng không ngại miếu dơ bẩn, ngồi phịch xuống đất, sau đó mở hồ lô ra rồi nhấp một ngụm rượu. Đạo sĩ cao gầy lấy một tấm đệm ra, cuộn áo choàng lại rồi ngồi lên. Lão ăn mày cười hề hề, vận số tốt thật giữa đường lớn mà lại gặp được một con cừu béo, tuy hơi cao tuổi nhưng thần hồn rất mạnh. Đạo sĩ cao gầy mới bảo, hoa tử à, hình như tôi biết người này. Đó từng là người đứng đầu thần võ ti đấy, làm sao tôi dám động vào ông ta. Lão ăn mày cười khẩy, giết cũng giết rồi, ai mà biết là chúng ta làm chứ. Đạo sĩ cao gầy nói, nghe bảo ông ta có một sư đệ rất lợi hại lão ăn mày bật ra một chàng cười hề hề quái dị, sư đệ ông ta mà dám đến đây thì tôi sẽ giết nốt, luyện thành nhân nguyên đan. Lời vừa dứt, mặt đất khẽ rung chuyển, bụi trước cửa miếu bay mịt mù, một bóng người bước vào. Lão ăn mày kinh ngạc, vừa định đứng dậy thì vai đã bị một bàn tay ghi lại. Cú ghi này khiến lão không đứng dậy được nữa, toàn thân bị phong ấn bởi một luồng sức mạnh khủng khiếp. Lão ăn mày vội vàng lên tiếng, anh bạn, chúng ta quen nhau sao? đôi mắt đỏ ngầu như máu, Ngô Bình gần từng chữ, người mà lão vừa giết chết chính là sư huynh của tôi. Lão ăn mày cả kinh, vội vã đưa chiếc hồ lô màu đen ra, hồn phách của ông ấy vẫn còn ở trong này. Ngô Bình cầm lấy hồ lô rồi mở nút chặn, lập tức có hồn phách bay ra lơ lửng, chính là Diệp Thiên Tông. Diệp Thiên Tông vẫn chưa tu thành nguyên thần, nhưng nhờ uống đan dược và tinh thạch linh hồn mà Ngô Bình đưa nên thần hồn rất vững chắc. Ngô Bình cất nguyên thần vào, Lạnh lùng hỏi, vì sao lại giết hại sư huynh tôi? Chương 1003, Nhân Nguyên Đan. Lão ăn mày cảm nhận được năng lực khủng khiếp của Ngô Bình, run rẩy nói, tôi có một pháp bảo, có thể luyện hồn phách con người thành Nhân Nguyên Đan. Lấy ra đi. Lão ăn mày lấy ra một chiếc bát nhỏ màu vàng với vẻ không nỡ, trên bát chi chít phù văn. Anh hỏi, sử dụng như thế nào? Thế là lão ăn mày truyền lại cách dùng cho Ngô Bình tay ngô bình chộp lấy đầu lão ăn mày rồi bóp nát sọ lão sau đó lôi ra một nguyên thần nguyên thần này định bỏ trốn nhưng đã bị ngô bình bắt lại và không thể trốn thoát phát ra tiếng gào thét thê lương ngô bình làm theo cách dạy của lão ta ném nguyên thần vào trong bát ánh sáng vàng trong bát bốc lên một phút sau một viên đan dược hình tròn đã xuất hiện ở đáy bát anh lấy ra xem đó là một viên đan dược tràn đầy năng lượng uống viên đan này rất có ích cho nguyên thần và cơ thể đạo sĩ cao gầy tái mặt ngồi im tại chỗ không dám động đậy ngô bình quá khủng khiếp tiên quân mà đạo sĩ từng gặp cũng không đáng sợ bằng một phần người ngô bình đến lúc này ngô bình mới nhìn về phía đạo sĩ cất tiếng hỏi anh quen lão ăn mày đạo sĩ vội quỳ xuống đất tôi có quen lão ấy tên quỷ hoa tử là cao thủ tà đạo ngô bình hỏi vậy còn anh biệt danh của tôi là quỷ đạo nhân có chút giao tình với lão ấy anh cũng tham gia sát hại sư huynh tôi. Đạo sĩ vội dập đầu, tôi sai rồi, tôi bị ma ám, không nên ra tay. Chủ yếu vẫn là quỷ hoa tử, tôi chỉ đứng gần đó đánh lén một trường thôi. Người là do quỷ hoa tử giết. Vừa dập đầu, đạo sĩ vừa lấy tiền hương hỏa ra, xin hãy tha cho tôi một mạng. Ngô Bình nhìn số tiền hương hỏa kia, có 52 đồng. Anh trưởng vào đỉnh đầu quỷ đạo nhân, lôi nguyên thần của đối phương ra rồi bỏ vào bát vàng thi thể đổ ập xuống. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã luyện ra viên đan dược thứ hai. Anh lẩm bẩm, tác dụng của đan dược này tốt thật, mình phải mau chóng trở về cứu sư huynh. Thời gian tử vong của Diệp Thiên Tông chưa vượt quá nửa giờ, hồn phách vẫn còn nguyên vẹn, anh chắc chắn sẽ giúp ông ấy sống lại. Anh đến con ngõ nhỏ bằng tốc độ nhanh nhất, đút một viên đan dược cho Diệp Thiên Tông, sau đó sử dụng hồi hồn châm pháp để trả hồn phách về vị trí ban đầu. Vài phút sau, cơ thể Diệp Thiên Tông chấn động, đoạn chậm chậm mở mắt ra. Ông ấy cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh, bèn hỏi, sư đệ, có phải ban nãy anh đã chết một lần hay không? Ngô Bình gật đầu, sư huynh, anh đã uống một viên đan dược có hiệu quả rất tốt. Anh hãy mau ngưng tụ nguyên thần. Diệp Thiên Tông cũng cảm thấy thời cơ đến rồi, lập tức vận công ngưng tụ nguyên thần với sự trợ giúp của Ngô Bình. Sau hơn một giờ, một luồng thần niệm mạnh mẽ đã tỏa ra từ ông ấy cuối cùng ông ấy cũng ngưng tụ nguyên thần, trở thành địa tiên. Diệp Thiên Tông vừa đột phá, không thể đi ăn cơm nên về nhà để tu hành ổn định. Ông nội chết đi sống lại, Diệp Huyền hết đau buồn lại mừng rỡ, cũng không còn tâm trí đi ăn nữa, quyết định về nhà cùng Diệp Thiên Tông. Ngô Bình một mình quay lại khách sạn, những người còn lại đã về cả rồi, chỉ còn Lâm Băng Tiên và Trần Lăng Sương còn chờ anh. Anh Ngô à, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Băng Tiên ân cần hỏi ngô bình đáp đã giải quyết rồi nào hai người ăn với anh nhé trần lăng sương lại gọi thêm vài món đoạn nói mấy hôm nay ngày nào tôi và băng tiên cũng quay phim chẳng có thời gian nghỉ ngơi chờ bộ phim mà anh tham gia diễn xuất quay xong chúng tôi sẽ nghỉ ngơi vài tháng để thư giãn một chút lâm băng tiên cười bảo bộ phim điện ảnh mà anh tham gia chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp toàn cầu ngô bình đáp anh không biết diễn xuất đâu hai người đừng cười anh nữa Trần Lăng Sương bảo, chúng tôi nói thật mà, vai phản diện của anh không chỉ giống về ngoại hình mà thần thái cũng giống, còn tuyệt hơn trong tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều. Họ đang tán gẫu thì đột nhiên có người đẩy cửa xông vào, dẫn đầu là một gã đàn ông đeo kính, chừng 30 tuổi. Ngay khi nhìn thấy gã, Trần Lăng Sương liền nổi giận, Chu Chí Viễn, anh còn dám xuất hiện ư? Ngô Bình nhớ ra rồi, khi Trần Lăng Sương bị thương, Chu Chí Viễn đã theo đuổi cô ấy. Trần Lăng Sương tin tưởng giao công ty cho gã này quản lý, kết quả là thâm hụt hơn 30 triệu, gã cũng bỏ trốn. Sau đó Trần Lăng Tuyết em gái Trần Lăng Sương bị bắt cóc, chắc hẳn cũng do người này gây ra. Chu Chí Viễn cười hề hề, "Trần Lăng Sương, bây giờ cô là minh tinh nổi tiếng khắp thế giới rồi, nghe nói một năm kiếm được mấy tỷ nhỉ? Sao, đã quên người yêu tên Chu Chí Viễn này rồi à?" Trần Lăng Sương lạnh lùng nói, "Chu Chí Viễn, tôi còn chưa tính sổ với anh đấy." Chu Chí Viễn hừ giọng, Trần Lăng Sương, tôi đến để tính sổ với cô đây. Nói thật cho cô biết, tôi đã ủy thác cho các hãng truyền thông lớn đăng bài rằng, sau khi cô nổi tiếng, cô đã vứt bỏ người bạn trai luôn ở bên cạnh cô, còn lên giường với ông chủ mới, là một người phụ nữ không biết xấu hổ. Trần Lăng Sương giận run người, anh, anh là đồ vô sỉ. Chu Chí Viễn bật ra tiếng cười quái đản, bây giờ cô nổi đình đám thế này, đưa tôi vài trăm triệu đi rồi tôi sẽ tha cho cô một lần, Dĩ nhiên, cô cũng có thể báo cảnh sát. Tôi đã tìm luật sư rồi, không sợ cô đâu. Trần Lăng Sương định đáp trả thì Ngô Bình đã ra hiệu cho cô ấy đừng lên tiếng. Anh đứng dậy, đoạn cất lời, anh chính là Chu Trí Viễn. Bề ngoài thì giống người mà sao không làm chuyện nào giống con người vậy. Chu Trí Viễn giận dữ quát, anh là cái thá gì? Chuyện của ông đây, anh nhúng tay vào được à? Ngô Bình hờ hững nói, quỳ xuống. Anh đã cưỡng ép thôi miên đối phương bằng thần niệm cực mạnh của mình. Cách thôi miên này gây tổn thương khá lớn cho não bộ, dễ biến người ta thành kẻ ngốc. Chu Chí Viễn quỳ cộp xuống đất, mắt đờ đẫn. Ngô Bình nói tiếp, "Những năm qua, anh đã phạm những tội gì, thành thật khai ra đi." Thế là Chu Chí Viễn kể lại mọi chuyện, điều khiến Ngô Bình bất ngờ là gã từng hạ độc, giết người, phóng hỏa, đúng là làm đủ việc ác. "Anh bảo, anh tự đến cục cảnh sát tự thú đi." khai rõ hành vi phạm tội của mình. Vâng, Chu Chí Viễn đứng dậy rồi đi thẳng đến cục cảnh sát. Những người đi theo gã đều sững sờ, vẻ mặt đầy hoảng hồn. Họ định đi theo thì bị Ngô Bình quát một tiếng, thế là đứng im tại chỗ, không dám cử động nữa. Trần Lăng Sương vừa kinh ngạc vừa hả giận, sao anh làm được vậy? Ngô Bình đáp, chút tài mọn thôi. Lăng Sương à, Chu Chí Viễn là mầm tai họa, nếu tôi không đưa gã vào tù thì không yên tâm được lần này gã ngồi tù ít nhất là án trung thân trần lăng sương nói may mà có anh nếu không thì tôi không biết phải làm sao nữa ăn cơm xong ngô bình đưa trần lăng sương và lâm băng tiên về nhà sau đó đến nơi ở của lâm băng tiên người đã đến rồi tất nhiên sẽ không đi nữa lâm băng tiên nhào vào lòng anh đêm đó sau khi cả hai vui vẻ với nhau ngô bình đã đưa một viên nhân nguyên đan cho lâm băng tiên uống và truyền dạy đoàn thể thuật khó hơn cho cô ấy đã là ngôi sao võ thuật tố chất cơ thể nhất định phải tốt giúp cô ấy cải thiện thể chất là chuyện anh nên làm sáng sớm hôm sau Ngô Bình đi gặp Diệp Thiên Tông bây giờ Diệp Thiên Tông đã ổn định sau khi có nguyên thần khí chất của ông ấy đã khác trước sư đệ cậu đã cứu cái mạng già này của anh ông ấy cười nói Ngô Bình đáp sư huynh trong hỏa có phúc giờ đã thành công thăng cấp thành địa tiên Diệp Thiên Tông nói anh định đến địa tiên giới tìm sư phụ ngô bình gật đầu cũng tốt phía sư phụ đang cần người anh đến đó cũng đúng lúc diệp thiên tông lấy rượu quý của mình ra rồi thỏa thích uống cùng ngô bình uống đến chiều ngô bình nhớ ra một chuyện lập tức chào tạm biệt ông ấy anh nhớ lại quyển ghi chép về hái sâm mà trần lăng sương từng đưa cho mình nó có ghi lại cuộc đời hái sâm của bố cô ấy để lại một số củ sâm già trong tay ngô bình có rất nhiều đất thần nếu có thể hái số sâm núi ấy rồi dùng đất thần vun trồng sẽ rất dễ dàng có được sâm vua. Trường 1004, nghìn dặm tìm sâm. Trước đó Ngô Bình không thể phi thiên độn địa nên việc đào sâm rất phiền phức. Bây giờ anh có khả năng này rồi, đào sâm thuận tiện hơn nhiều. Theo nội dung trong quyển ghi chép, anh bay đến núi Trường Bạch trước. Quyển ghi chép này chỉ ghi lại vị trí chung chung, muốn tìm được sâm núi mà sử dụng phương pháp thông thường sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực. Nhưng anh có thể dùng thần niệm để tìm, cộng thêm nhãn lực tuyệt vời, hiệu suất tìm sâm của anh cao hơn người bình thường cả vạn lần. Anh đến một quả núi ở núi Trường Bạch, đỉnh núi còn động tuyết, có vài dòng suối chảy xuống dọc theo núi. Bây giờ là tháng 7, dưới chân núi vẫn còn nóng, nhưng trên đỉnh lại rất mát mẻ. Ngô Bình bay lên không trung, dùng thần niệm để quét và xác định được vị trí trong ghi chép, tìm thấy một cây sâm núi. Ghi chép bảo rằng, cây sâm này được ông ấy phát hiện 23 năm trước, khi đó là lục phẩm diệp nhân sâm mọc hoang bình thường phải mất 6 năm mới hình thành lục phẩm diệp, sau đó sinh trưởng tiếp thì số lá không thay đổi, chỉ có những người đào sâm dạn dày kinh nghiệm mới đoán được năm tuổi của nó. Ngô Bình đáp xuống đất, quả nhiên nhìn thấy cây nhân sâm ấy. Anh phát hiện nhân sâm này đã phát triển đến cửu phẩm diệp, mắt liền sáng rỡ. Bình thường sâm núi mọc hoang sau khi phát triển đến ngũ phẩm diệp hoặc lục phẩm diệp sẽ không mọc lá mới nữa. Nhưng cũng có nhân sâm biến dị, mọc đến thất phẩm diệp, bát phẩm diệp, cái này thuộc về linh dược rồi. Nhìn thấy nhân sâm trước mặt mình là cửu phẩm diệp, phía trên có một nhành hoa, tên là chín lá một hoa. Người đào sâm vô số, chín lá một hoa, thần tiên tìm đến nhà ta. Nghĩa là tìm được sâm này thì ngay cả thần tiên cũng tìm đến nhà hỏi mua, có thể thấy nó phi phạm đến nhường nào. Ngô Bình cẩn thận đào sâm lên rồi gói lá cây, đặt vào không gian hắc thiên. Khi trở về, anh sẽ trồng sâm ở nhà, dùng đất thần bồi đắp, để nó trưởng thành thành sâm vua. Cứ như thế, anh tìm kiếm toàn bộ khu vực núi Trường Bạch rộng hàng chục nghìn km vuông. Có một phần ba số sâm núi trong quyển ghi chép được ghi rằng xuất hiện ở đây. Sau khi tìm được cây nhân sâm thứ 25, anh đáp xuống đất nghỉ ngơi, nhóm lửa rồi bắt vài con thỏ rừng để nướng ăn. Chẳng mấy chốc, mùi thơm đã tỏa ra, có rất nhiều thú hoang đang ẩn nấp xung quanh nhưng đều không dám đến gần. Đột nhiên, từ trong núi chuyển đến tiếng bước chân, một đám người đào sâm xuất hiện họ nhìn thấy ánh lửa lập tức ùa đến vây quanh anh cậu bạn đang làm gì ở vùng rừng núi hoang dã này vậy người đi đầu cất tiếng nói đó là người dẫn đầu và có tiếng nói quyết định của nhóm người đào sâm này ngô bình cười bảo tôi nghe nói trên núi có nhân sâm nên lên đây thử vận may tiếc là tôi không thạo nghề tìm nửa ngày rồi mà còn chẳng thấy được một sợi dễ nhân sâm tất cả đều thấy ngô bình không có túi trên người Tất nhiên không cất được sâm, bèn cười rộ lên. Người dẫn đầu kia nói, chúng tôi đã tìm sâm mấy chục năm nay còn chưa dám nói là ngày nào cũng có thu hoạch, một người ngoài ngành như cậu tìm được mới là lạ. Ngô Bình cười bảo, thỏ rừng tôi vừa nướng đấy, các anh đến ăn chung đi. Mọi người đồng loạt ngồi xuống, có người lấy nước, có người lấy lương khô ra, nhưng chẳng ai ăn thỏ nướng của Ngô Bình. Ngô Bình biết họ đề phòng anh, cũng chẳng mời nữa, lặng lẽ ăn một mình anh phát hiện trên người họ có rất nhiều nhân sâm. Họ dùng lá cây gói sâm lại, bên ngoài quấn bằng tiền xu và dây thừng, gọi là gói sâm. Anh nhìn thấy tám gói sâm, bèn hỏi, anh là người quản lý à? Các anh bán sâm sao? Người dẫn đầu độ 40 tuổi, gương mặt dày dạn gió xương, mặc áo da lộn, cười nói, chúng tôi tìm sâm để bán lấy tiền, giá cả phù hợp là bán ngay. Ngô Bình gật đầu đáp, có thể cho tôi xem không? Người nọ gật gật đầu, người ngồi bên cạnh bèn để mấy gói sâm ra trước mặt Ngô Bình. Anh phát hiện số sâm này đều là tứ phẩm diệp, ngũ phẩm diệp, không quý hiếm lắm, bèn hỏi, bán thế nào vậy? Người dẫn đầu cười bảo, tứ phẩm diệp thì 10.000, ngũ phẩm diệp thì 80.000. Ngô Bình đáp, được, tôi sẽ mua hết 8 gói này. Anh nhìn một lượt, 5 gói tứ phẩm diệp, 3 gói ngũ phẩm diệp, lập tức đưa chi phiếu 300.000 cho họ, đoạn nói tôi gửi thêm 10.000, xem như là tiền công người dẫn đầu cầm chi phiếu lên xem. Người này không thường nhìn thấy chi phiếu, mọi khi chỉ nhận tiền mặt, bèn bảo cậu à, chúng tôi chỉ lấy tiền mặt thôi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi đáp, được, chờ tôi một lát. Anh chạy ra sau gốc cây, vờ lấy túi ra, bên trong đựng mấy trăm nghìn tiền mặt. Tất nhiên, khoản tiền này được anh cất trong pháp khí chứa đồ để dự phòng. Ngô Bình lấy ba trăm nghìn từ túi ra, mà trong túi còn mấy trăm nghìn, cũng được anh đặt bừa sang một bên, Người dẫn đầu đếm tiền, thấy đủ 300.000 thì cười nói cậu là người thành thật. Số sâm này thuộc về cậu. Ngô Bình cất sâm vào túi, đoạn đáp cảm ơn. Các vị nghỉ ngơi nhé, tôi xuống núi trước. Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Một gã trung niên râu rậm ở gần anh nhất nhìn người dẫn đầu một cái, người nọ khẽ gật đầu. Gã râu rậm bèn cười hung tợn, đoạn vung tay, phóng một con dao bổ củi vào gáy Ngô Bình. Gã là cao thủ chơi dao, mũi dao chém chuẩn xác vào gáy anh. Nhưng một tiếng keng vang lên, dao cong lại rồi nảy ra. Ngô Bình sờ cổ rồi xoay người lại, lạnh lùng nhìn chòng chọc vào gã trung niên vừa phóng dao, cất tiếng hỏi muốn giết người cướp của. Gã dâu rậm cả kinh, hét lên, mục tiêu quá mạnh, bắn. Hai khẩu súng săn nhắm vào Ngô Bình, hai tiếng súng vang lên, cả trăm viên bi thép bắn vào người Ngô Bình. Người bình thường chắc chắn đã bị bắn thành cái dây rồi, nhưng ngô bình lại không bị tổn hại gì bi thép lần lượt nổ tung đám người kia sướng sờ như nhìn thấy ma ngô bình vừa giơ tay hai khẩu súng săn liền bay vào tay anh bóp một cái khẩu súng đã biến thành viên bi sắt cái gọi là bóp sắt thành bùn chẳng qua cũng chỉ vậy thôi anh ném viên bi sắt qua một bên hỏi tiếp còn vũ khí nào khác không người dẫn đầu đột nhiên quỳ xuống đất cao nhân chúng tôi sai rồi những người còn lại cũng quỳ dạp xuống vẻ mặt hoảng sợ. Gương mặt ngô bình lạnh băng, cho tôi một lý do không giết các người đi. Người dẫn đầu đáp, cao nhân, chúng tôi sai rồi, chúng tôi đáng chết. Xin cao nhân nương tay. Ngô bình phất tay một cái, đầu của gã dâu rậm phóng dao lập tức nổ tung, dịch thể trắng văng tung tóe lên mặt đám người ấy, khiến bọn họ sợ ướt cả quần, gào thét thảm thương. Người dẫn đầu run cầm cập, cao nhân, tôi sẽ tiết lộ một bí mật. Trên núi có bảo vật ngô bình nhìn đối phương chằm chằm bảo vật gì bốn đời nhà tôi đều là người đào sâm năm xưa ông cố nội của tôi phát hiện hang động trên núi trong động có báu vật người nọ vội đáp ngô bình hỏi báu vật gì người dẫn đầu lau mồ hôi lạnh trên một ngọn núi khác cậu rời một tảng đá là có thể vào sườn núi trong đó có một dòng sông nước sông có thể chữa khỏi mọi bệnh tật ngô bình túm lấy người nọ đưa tôi đi dứt lời cả hai đã bay lên cao những người bên dưới đều cả kinh, đồng loạt dập đầu, hô lên, thần tiên, thần tiên. Ngô Bình bay đến ngọn núi ấy, chẳng mấy chốc đã tìm ra tảng đá mà người dẫn đầu ấy nói. Tảng đá nặng hơn nghìn cân, Ngô Bình nhẹ nhàng đẩy nó sang một bên, phía sau lộ ra cửa hang động rộng hơn nửa mét. Trường 1005, cô gái trong tiên phủ. Người dẫn đường đã ngẩn ra, thần tiên, đi xuống dưới thêm hơn chục mét nữa là tới sườn núi. Vì thế, ngô bình túm theo người đó nhảy xuống dưới quả nhiên chục mét bên dưới là sườn núi đi tiếp xuống hơn trăm mét nữa là thấy một dòng sông nước sông trong vắt còn có hương thơm ngát anh hỏi chính là nước của sông này à người dẫn đường gật đầu vâng chính dòng sông này đây bà và ông tôi uống nước ở đây xong thì sống hơn trăm tuổi ngô bình vốc nước lên ngửi thì thấy nước có mùi thuốc nhàn nhạt, nhạt cảm nhận của anh rất chuẩn nên biết ngay thuốc này không bình thường anh điểm vào mi tâm của người dẫn đường rồi nói, quên hết chuyện hôm nay rồi đi đi. Người dẫn đường ngẩn ra rồi gật đầu, sau đó quay người bỏ đi. Để đảm bảo an toàn, Ngô Bình lấy một tảng đá chặn bên ngoài hang động để không cho ai khác phát hiện ra. Anh quay lại con sông rồi đi xuống dưới, anh càng đi thì không gian trên đỉnh đầu càng hẹp, cuối cùng thì không đi được nữa mà phải bơi. Ngô Bình bơi theo dòng nước hơn một cây số thì đột nhiên nhìn thấy có một hang đá, bên trong có dược lực rất dồi dào chạy ra nếu đi qua hang đá ấy thì nước ở phía đó không còn dược lực nữa từ đó có thể thấy thứ anh cần tìm ở hang đá này vì thế anh bơi vào trong rồi bơi thêm chục mét nữa sau đó thò đầu lên rồi quan sát thì thấy mình đang ở một cái hồ có đường kính hơn chục mét trên đỉnh đầu anh có chín bông hoa to như cái bát mỗi bông có một màu khác nhau và đều rất đẹp chín bông hoa tỏa ra hương thơm nồng nàn mùi thơm thấm xuống nước khiến nước ở đây có linh tinh nhất định ngô bình nhảy lên bờ sau đó quan sát xung quanh đây là một động phủ cổ xưa cách đó không xa có một đại điện cổ kính nền đất lá ngọc tiên trong đại sảnh có bàn ghế giá sách ngô bình sáng mắt lên anh có thể đoán đây là một tiên phủ anh nhìn lại chín bông hoa ở hồ nước rồi lẩm bẩm đây là hoa thiên hồn bảo dược vô thượng nó có thể sinh trưởng ở đây chứng tỏ có đất thần ngô bình nhìn xuống đáy hồ thì quả nhiên trông thấy một khối bùn thần cửu sắc to như bàn tay đó chính là lý do vì sao hoa thiên hồn có thể sinh trưởng ở đây anh đi tới đại điện thì lập tức phát hiện ra điều bất thường các đồ gia dụng ở đây đều không dính một hạt bụi tuy ở đây ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài nhưng không thể sạch sẽ quá mức như vậy được anh đang nghi hoặc thì chợt có một tiếng động lớn vang lên cánh cửa đá ở phía đối diện mở ra một cô gái mặc váy trắng bước vào cô ấy rất xinh, thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi. Cô ấy vừa bước vào là Ngô Bình thi triển thuật ẩn thân và trốn sau một cột đá ngay. Cô gái vừa vào đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy trên người, sau đó không treo váy lên mà đi thẳng tới hồ nước rồi bước xuống. Làn da của cô ấy trắng như tuyết, tay chân thon dài, các ngón tay nõn nã, đến Ngô Bình cũng không nhịn được mà liếc nhìn vài lần. Quả nhiên là tiên phủ có chủ, anh thầm nghĩ cô gái tắm xong thì cứ thể để trần toàn bộ cơ thể rồi bước tới ngồi xuống cạnh một chiếc ghế. Vì nghĩ là không có ai nên cô ấy không mặc đồ, cứ thế ngồi trên ghế đọc sách, thi thoảng thì nhón đồ ăn vặt ở cạnh đó ăn. Ngô Bình đã che giấu hết khí tức vì sợ bị phát hiện. Trong tình cảnh này, dù anh không có ác ý thì cô gái này cũng sẽ không tha cho anh. Cô gái đọc sách một lát thì ngủ thiếp đi. Ngô Bình lặng lẽ đi tới cạnh hồ nước rồi bước xuống nước, sau đó cẩn thận bẻ chín bông hoa, cuối cùng lấy nốt khối bùn thần. Xong xuôi, anh rời đi xuôi theo dòng nước. Cô gái chợt mở mắt ra, sau đó cau mày lại rồi ngồi dậy nhìn ra hồ nước. Ngay sau đó, cô ấy đã giật mình vì không thấy hoa thiên hồn đâu. Tên trộm khốn kiếp, cô ấy hét lên rồi nhanh chóng mặc đồ, sau đó nhảy tùm xuống nước để đuổi theo kẻ trộm hoa. Nhưng Ngô Bình đã ra khỏi núi Trường Bạch rồi đi về phía nam rồi, điểm dừng chân tiếp theo của anh là ở núi Thái Hành để đào sâm. Anh có khá nhiều thu hoạch ở núi Trường Bạch, ngoài sâm ra, anh còn tìm thấy hoa thiên hồn. Nó là bảo bối vô giá, cả chục nghìn củ sâm vương cũng không sánh bằng. Sau khi bay khỏi núi được hơn 50 cây số, Ngô Bình chợt ngoái lại thì thấy có một đường kiếm bay tới với tốc độ rất nhanh. Đó là một đường kiếm màu tím. Anh ngạc nhiên rồi lập tức đáp xuống rồi trốn vào chuồng lừa của một hộ nông dân. Anh vừa đáp xuống thì đường kiếm bay vút qua rồi tiếp tục đi về phía nam anh lau mồ hôi, hình như là kiếm hoàn, cô gái ấy là kiếm tiên ư. Trước đó, anh sợ làm kinh động đến cô gái nên không sử dụng khả năng nhìn xuyên thấu. Bây giờ xem ra, ít nhất thì cô ấy cũng là một cường giả chân quân. Điều đáng sợ hơn là đường kiếm cô ấy phóng đi rất đáng sợ. Ngô Bình trốn một lúc rồi tiếp tục lên đường. Anh đi ra đường lớn rồi đi nhờ một chiếc xe để đi về phía nam. Tài xế là một người đàn ông trung niên rất nhiệt tình, ông ấy còn lấy nước và đồ ăn cho Ngô Bình. Chiếc xe đi khoảng 50 cây số thì đến một ga tàu hỏa, vì thế Ngô Bình lại ngồi tàu xuống phía nam, chuyến tàu của anh sẽ tới một thành phố gần núi Thái Hành. Anh mua vé thương gia, vừa ngồi xuống đã thấy có người ngồi xuống cạnh nên anh ngoảnh sang nhìn. Ngô Bình nhìn xong thì lập tức dừng hình. Vì người ngồi cạnh anh chính là cô gái kia, cô ấy đã đổi sang trạng phục của người hiện đại, sau đó còn trang điểm tinh tế, tóc còn uốn sóng cô ấy cười nói với anh đồ ăn trộm trốn giỏi đấy bị mắng là ăn trộm nên ngô bình không vui nói cô ăn nói cho cẩn thận trộm cắp gì ở đây cô dám nói tiên phủ ấy là của cô không cô gái cười lạnh tôi đã sống nhiều năm ở đó nó không phải của tôi thì của anh chắc ngô bình bảo vật của núi sẽ thuộc về người đức độ đó là hoa gì khéo cô còn không biết ấy chứ xít cô gái nổi giận rồi quát tháo đó là hoa thiên hồn nếu không vì bảo vệ nó thì sao tôi phải sống một mình trong cái nơi quỷ quái ấy chứ ngô bình biết mình quá lời nên hắn giọng nói thứ cho tôi nói thẳng dù cô biết nó là gì thì cũng vô dụng loài hoa này có độc đấy ăn vào sẽ chết trừ khi tìm được cao thủ luyện đan cô gái cười khẩy đấy là việc của tôi không phiền anh lo trả hoa cho tôi không thì đừng có trách ngô bình quyết không trả hoa này có thể hái lâu rồi nhưng đến giờ cô vẫn để nó ở đấy chắc vì một nguyên nhân là chưa tìm được người luyện chế hoa đúng không cô gái cười lạnh tôi nói rồi chuyện này không liên quan đến anh giờ anh có trả hoa cho tôi không ngô bình thở dài một hơi hoa thiên hồn có thể luyện chế thành thiên nhất thần đan uống đan dược này vào thì nguyên thần và trời đất sẽ kết hợp với nhau tốt hơn nhưng theo tôi được biết thì ngoài tôi ra không ai luyện chế được đan dược ấy đâu đương nhiên ngô bình nói câu này cũng hơi khoác lác vì hiện tại anh đã luyện chế được đâu anh mới chỉ lấy dược tính của hoa ra để tránh dược tính phai mất thôi. Muốn luyện chế được thiên nhất thần đan thì ít anh cũng phải đến cảnh giới chân nhân đã. Cô gái bắt đầu do dự, sau đó kinh ngạc nhìn anh, anh luyện chế được thiên nhất thần đan à. chương 1006, hình thành thế phong thủy. Ngô Bình nói cô có biết điện trường sinh không? Cô gái gật đầu, có chứ, thì ra anh là thầy luyện đan, bảo sao lại biết hoa thiên hồn. Ngô Bình cười nói, Hoa thiên hồn này là bảo dược, biết cách dùng thì có rất nhiều lợi ích, còn không thì sẽ hồn bay phách tán. Người đẹp, cô để tôi giữ nó là tốt nhất, cả hai chúng ta cùng được lợi. Cô gái trầm mặc một lát rồi nói, thứ tôi muốn không phải là thiên nhất thần đan, nhưng hiệu quả cũng tương tự. Cho anh giữ hoa thiên hồn cũng được, nhưng sau này anh phải cho tôi một viên thiên nhất thần đan. Ngô Bình, đương nhiên, dẫu sao cô cũng có công trông nom hoa thiên hồn bao lâu nay mà. Cô gái lạnh mặt, tôi chưa tin anh được, anh lấy thứ gì ra thế chấp đi. Ngô Bình nghiêm chỉnh nói, đại trưởng phu đã nói là làm, cô hoàn toàn có thể tin tưởng tôi. Cô gái cười khẩy, đại trưởng phu mà đi nhìn lén phụ nữ tắm à. Anh còn nhìn lén lúc tôi không mặc đồ nữa. Ngô Bình ngượng chín mặt, tuy anh không nhìn mấy nhưng cũng đã nhìn rồi nên lắp bắp nói, tôi chỉ nhìn ba, bốn lần thôi. Cô gái hít mắt lại như thể muốn giết người ngô bình thở dài nói tôi không hề cố ý tôi vừa tới thì cô lao vào vừa vào cái là cô lột hết đồ ra đã thế dáng người còn đẹp thì sao tôi cầm lòng được nghe thấy câu khen dáng người đẹp của ngô bình cơn tức của cô gái cũng giảm bớt phần nào cô ấy hừ nói anh nhìn thấy cơ thể tôi rồi thì tôi phải móc mắt anh ngô bình không đồng ý người đẹp có gì thì bình tĩnh nói nếu cô muốn móc mắt tôi thì đã chẳng ngồi nói chuyện với tôi thế này giờ cô có điều kiện gì thì nói luôn đi cô gái quay sang rồi nói mấy năm qua một mình tôi sống ở đó sắp chán đến mốc người lên rồi thế giới bên ngoài sống động biết bao chắc anh biết rõ lắm đúng không anh hãy tìm cho tôi một thân phận tôi sẽ bỏ qua chuyện kia ngô bình hỏi cô muốn thân phận thế nào cô gái tôi ở cảnh giới địa tiên rồi nên không tiện đi lại bên ngoài giờ tôi muốn có một thân phận có thể ra vào giữa địa tiên giới và thế giới bên ngoài ngô bình ngẫm nghĩ rồi nói chuyện này đơn giản tôi có thể cho cô làm một chức vụ trong thiên long đương nhiên thì thoảng cô cũng phải lộ diện nhưng đừng để ai phát hiện ra cô gái được anh định lấy gì để thế chấp đây ngô bình ngẫm nghĩ rồi lấy một viên long môn đan ra viên đan dược này có thể giúp tu sĩ đột phá lên cảnh giới long môn đủ chưa cô gái thấy thế thì sáng mắt lên nói rồi cô ấy cất đan dược đi ngô bình hỏi tiếp cô tên là gì cô gái tử phi ngô bình tử phi cô đến thiên kinh nhận chức đi giờ tôi còn việc phải làm nên không đi cùng được tử phi lườm anh anh định đá tôi đi à giờ tôi đang rảnh anh đi đâu tôi theo đấy ngô bình thở dài tùy cô khi trò chuyện ngô bình đã âm thầm quan sát tử phi thì biết cô ấy rất mạnh là một cường giả cảnh giới địa tiên rồi không chỉ vậy cô ấy cũng đã mở truyền thừa huyết mạch hơn nữa trên người còn có bảo bối lợi hại tất cả những thứ đó khiến anh không dám sơ suất, càng không dám đắc tội với cô ấy. Tử Phi đeo tai nghe lên rồi vừa nghe nhạc vừa hát theo trông rất ngây ngô, ai mà ngờ cô ấy là một vị chân quân cơ chứ. Tàu hỏa đến chân núi Thái Hành, hai người xuống tàu, Ngô Bình tiếp tục đi tìm nhân sâm. Theo ghi chép thì anh sẽ tìm được 20 củ nhân sâm khá tốt ở đây. Tử Phi ban đầu chỉ đi theo anh, nhưng sau đó thì bắt đầu lào bào, anh là người chuyên đào sâm à ngô bình tôi đi tìm sâm theo một ghi chép của người đào sâm thôi tử phi anh còn tìm bao lâu nữa ngô bình cố ý nói nửa năm anh vừa nói dứt câu tử phi đã bay lên cao rồi biến mất dạng ngô bình thở phào một hơi rồi lẩm bẩm chút được gánh nặng sau đó anh lại đến các ngọn núi khác cuối cùng đã tìm được hơn trăm củ sâm núi lấy được sâm rồi thì anh về nhà ngay sau đó gọi người mang sâm đi trồng ở vườn hoa sau nhà tiếp đó, anh lấy hoa thiên hồn ra rồi bắt đầy luyện chế dược tính của chúng. Hoa thiên hồn có hai loại dược tính, một là kịch độc, đến tiên thiên ăn phải cũng chết ngay, đã thế chất độc còn không màu không mùi, rất khó phân biệt. Thứ hai là dược tính tăng độ kết hợp giữa con người và giới tự nhiên, đó là bảo dược mà các dược sư cần nhất. Nhưng với Ngô Bình mà nói thì chất kịch độc của hoa cũng rất quý. Anh là một dược sư trình độ cao nên có thể lấy được cả hai dược tính của loài hoa này dược tính tốt có thể phối hợp làm trận pháp, tu sĩ thiên tiên xa vào cũng chết ngay. Anh mất nhiều giờ để lấy các dược tính ra rồi bỏ vào dược đỉnh để sau này sử dụng. Mấy ngày sau đó, anh tiếp tục tu luyện man vương công và lưu tinh quyền. Anh đã luyện vào cấp rồi, nhưng mới ở cấp 1. Theo mức độ tinh tiến của hai công pháp thì Ngô Bình sẽ lần lượt đột phá lên cấp 2, cấp 3 rồi cấp 10. Ngoài ra, Ngô Bình cũng đang nâng cao đồ long thất thức của Như Lai Thần Công. Trước kia, anh đã ngừng luyện công pháp này thành một môn pháp thuật, nếu tiến bộ tiếp thì sẽ trở thành một môn thần thông. Ngô Bình liên tục khô tu ở nhà mấy ngày. Hôm nay, anh chợt thấy có khí tức lởn vởn quanh nhà nên mở cửa ra ngoài xem. Khi anh bay lên cao thì nhìn thấy thế thất tinh Long Vương đã xây xong, địa khí cuồn cuộn tập trung về đó, hấp thu hết linh khí của trời đất, nhà mới của Ngô Bình đã trở thành đầu mối then chốt của thế phong thủy. Lý Dư ở dưới hồ cũng phải chấn động, cảm thấy linh khí dồi dào nên nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Nền móng của thế thất tinh Long Vương ở Lý Dư, nó là một con thuồng luồng, linh vật của đất trời, không có nó thì trận pháp không thể tồn tại lâu được. Ngoài ra, thai đá cũng nhận được lợi ích, mạch lạc của nó không ngừng cắm sâu xuống đất, cuối cùng đã nối liền thành một thể với cục phong thủy. Cây hoè, đào tiên và chi nhân chi mã cùng dược liệu trong vườn cũng được thâm lây, sinh trưởng mạnh mẽ. Đương nhiên, người được lợi nhất là nhà họ Lý, từ nay trở đi gia tộc nhà họ sẽ rất hưng thịnh. Cục phong thủy hình thành là khí tượng của thành phố Vân Đỉnh khác ngay, chuyện này làm kinh động tới các quan trên, họ nhanh chóng thúc đẩy xây dựng khu kinh tế mới. Một hôm, Ngô Bình đang tu luyện thì chợt thấy ba cấm chế ở thần bàn sáng lên. Sau nhiều ngày anh nghiên cứu, cuối cùng thì chúng cũng viên mãn rồi, chúng là cấm chế hình thành sau khi Ngô Bình hấp thu thần lực của thần cốt. Cấm chế này liên tục hấp thu sức mạnh trong người Ngô Bình, sau đó chuyển hóa thành pháp lực. Bây giờ, pháp lực trong người anh đã đủ mạnh, ba cấm chế sẽ đại diện cho ba pháp thuật. Ngô Bình mừng rỡ, vội vàng bay lên núi hoang rồi lẩm bẩm, không biết ba pháp thuật này của mình có uy lực sao nhỉ? Chương 1007, thú thôn kim. Ngô Bình vừa động tinh thần là một cấm chế sáng lên, pháp lực khởi động, anh tung một quyền về phía một khối nham thạch. Một ngọn lửa lớn xuất hiện trên không trung quyền pháp của Ngô Bình lúc ẩn lúc hiện rồi đập mạnh lên khối nham thạch cách đó không xa. Quỳnh, nửa sườn núi sụp đổ, các tảng đá lớn nung chảy thành nham thạch, còn người Ngô Bình thì trống rỗng, anh đáp xuống đất với đôi chân run rẩy. Không khống chế được pháp lực nên mình mới bị kiệt sức thế này, anh cười khổ một tiếng, biết mình vẫn chưa hiểu rõ về pháp thuật. Anh ngồi xuống nghỉ ngơi thì thấy mặt đất phía trước rung lên, có tảng đá nứt đôi, sau đó là có một cái đầu nhọn chui ra. Đó là một con TT tê tê khổng lồ màu vàng, dài 7 mét, đôi mắt cũng màu vàng, nó hung hăng nhìn Ngô Bình như muốn hỏi có phải anh là người khiến nơi này tan hoang vậy không. Ngô Bình giật bắn mình, sau đó đứng dậy quan sát con TT, tê tê. đột nhiên anh nhớ tới một loài dị thú có thể là thôn kim. Anh lấy âm dương thần thiết trong nhẫn chữ đồ ra rồi ném tới gần nó, con TT tê tê ngửi ngủ rồi đảo mắt ăn luôn âm dương thần thiết, sau đó tỏ vẻ thỏa mãn. Đúng là thú thôn kim rồi. Ngô Bình sáng mắt lên rồi bước tới gần, sau đó giơ tay xoa đầu nó. Thú thôn kim lừa mắt với vẻ đề phòng, anh lại lấy một khối âm dương thần thiết ra cho vào mồm nó, con vật lại sơi tái khối sắt ngay, sau đó để mặc Ngô Bình muốn làm gì mình thì làm. Cho nó ăn mấy khối sắt xong, Ngô Bình nói, sau này mày hãy đi theo tao, tao còn nhiều đồ bằng vàng lắm, tao sẽ cho mày ăn chán thì thôi. Nói rồi, anh lại lấy mấy thỏi vàng ra cho nó ăn tuy thỏi vàng không ngon bằng thần thiết, nhưng cũng giống như lương khô, thú thôn kim lập tức nhảy nhót vui mừng. Thú thôn kim là dị thú thượng cổ, có thể ăn vàng. Phân và nước tiểu của nó chứa tiên thiên kim mẫu, sau khi luyện hóa có thể dùng để luyện chế kiếm hoàn. Thú thôn kim thấy Ngô Bình có nhiều đồ ăn ngon nên có thiện cảm với anh ngay. Ngô Bình thấy nó ăn xong rồi thì thử bỏ đi, không ngờ con thú thấy thế thì đi theo ngay. Cứ thế, Ngô Bình đi trước, còn nó theo sau rồi cùng về nhà anh khi thú thôn kim vào nhà cảm thấy khí tức ở đây khiến mình rất dễ chịu nhưng sau đó nó đã ngẩn ra nhìn cây hòe thành tinh rồi ư sau đó nó lại nhìn cây đào đào tiên ư đột nhiên chi nhân chi mã chạy tới sau đó còn le lưỡi với nó thú thôn kim đang định ra oai thì lý dư ngoi lên rồi lùm nó thú thôn kim lập tức rụt đầu lại sợ hãi ngô bình mày tự đào một hố cho mình đi thú thôn kim ngoan ngoãn đi đào hang ngay trước đó ngô bình mới thi triển pháp thuật quá mức nên giờ đã mệt lử vì thế anh ngồi xuống cạnh hồ nước để nghỉ ngơi sau đó uống thêm một viên sinh mệnh đan người thấy mùi đan dược chi nhân chi mã chạy ra rồi nhảy lên vai ngô bình sau đó nhìn viên đan dược trong tay anh với vẻ thèm khát ngô bình ném cho nó một viên ngư vương cũng nhảy lên rồi thò cái đầu tướng ra sau đó há miệng ngô bình trông mày xấu quá ra kia ngư vương tủi thân nên chìm xuống nước chỉ thò mỗi cái miệng lên. Ngô Bình ném cho nó một viên đan dược, nó ăn xong thì sung sướng bơi ngõa lên trong hồ, kết quả bị Lý Dư quật cho bay ra xa. Lý Dư đang tiến hóa nên tiêu hao rất nhiều năng lượng, Ngô Bình ném cho nó một viên sinh mệnh đan. Hấp thu sức mạnh của đan dược xong, Lý Dư lập tức chui xuống nước, chuẩn bị lột xác lần hai. Ngô Bình mặc kệ nó rồi nghỉ ngơi thêm một lúc, sau đó đi xem nhân sâm. Nhân sâm được nuôi bằng đất thần nên lớn rất nhanh, rõ ràng cũng có sự thay đổi chắc nửa tháng nữa là sẽ thành sâm vương ngô bình sới đất cho nhân sâm xong thì ném các thần ngũ sắc xuống hồ nước sau đó ném hạt sen xuống hy sọng sang năm sẽ mọc lên hoa sen một lát sau anh chợt nhớ tới bé trai ở phủ tử long thấy hơi nhớ cậu bé nên anh bay vút lên cao rồi bay về phía phủ tử long nửa tiếng sau anh đã đáp xuống sân ở phủ tử long cậu bé đang học viết chữ với vân tịch, dáng vẻ cầm bút của cậu bé trông rất đáng yêu Vân Tịch cười nói, Huyền Bình, Ngô Bình, Vân Tịch đến nhà anh đi. Vân Tịch gật đầu, được. Lão và Mị Nương đương nhiên cũng đi cùng. Về nhà rồi, Ngô Bình xếp một phòng cho Vân Tịch, ngay lão và Mị Nương cũng có phòng riêng. Thì bảo về nhà thấy có nhiều đồ chơi thì vui lắm, thằng bé chọc cây đào tiên, đuổi chim mã, sau đó lại mò xuống hồ bắt cá, không nghỉ tay lúc nào. Ngô Bình mặc kệ cậu bé anh lấy trà tiên ra pha cho vân tịch uống rồi hỏi thái thanh tiên cảnh thế nào rồi lão tổ đã hồi phục chưa vân tịch gật đầu tu vi của lão tổ đã khôi phục lại rồi nhà họ vân cũng đã giải trừ được nguy cơ khi nào anh rảnh em sẽ dẫn anh về nhà ngô bình ừ vân tịch quan sát xung quanh rồi nói mấy ngày qua em ở cạnh nghỉ bảo và phát hiện thể chất của thằng bé là vô thể trí tôn ngô bình chấn động vô thể trí tôn ư Vân Tịch gật đầu, đó là thể chất mạnh nhất để tu luyện Vu Đạo. Cổ Tịch có viết chỉ có Vu Hoàng Thượng cổ mới có thể chất này thôi. Ngô Bình cười nói, bảo sao thằng nhóc này lại nghịch thế, không biết mệt là gì. Vân Tịch nghiêm túc nói, trước khi hỉ bảo trưởng thành, anh có thể bảo vệ nó không? Một khi có người biết được thế chất của nó thì cả tiên giới sẽ muốn đuổi giết nó đấy. Ngô Bình, nó vẫn là một đứa trẻ, có anh rồi thì không ai được làm hại nó. Vân Tịch, tốt nhất anh đừng cho nó gặp người ngoài." Ngô Bình gật đầu, anh sẽ để ý. Hỉ Bảo chạy tới, sau đó nhảy vào lòng Ngô Bình đòi ăn vì đã đói bụng. Ngô Bình lấy một viên sinh mệnh đan cho cậu bé ăn, "Hỉ Bảo, từ mai con hãy ngoan ngoãn học tập. Nếu không nghe lời, bố sẽ đánh đau đấy." Hỉ Bảo chớp mắt rồi gật đầu, sau đó lại ngồi xuống cạnh Vân Tịch gọi, "Mẹ." Vân Tịch có vẻ ngại ngùng nói, "Hỉ Bảo đi chơi đi." Cậu bé chạy đi. Vân Tịch nói tiếp, khi nào rảnh, anh hãy cùng em đến Thái Thanh Tiên Cảnh. Ngô Bình nói, ừm. Buổi chiều, Ngô Bình đi vào phòng thí nghiệm thượng cổ, anh để phòng này ở dưới lòng đất, bên trên là sân bóng, lối vào ở phòng sách. Anh mở cửa ra, sau đó đi hết một con đường bằng kim loại thì mới tới phòng thí nghiệm. Có rất nhiều máy móc kỳ lạ ở đây, ngoài ra còn có thuốc và phiến ngọc ghi chép kết quả thí nghiệm. Từ đó có thể thấy nghiên cứu ở đây có liên quan đến Nguyên Anh và Linh Hồn. Vào đây một cái là Ngô Bình quên hết mọi điều khác ngay. Phòng thí nghiệm này chủ yếu nghiên cứu thuốc ảnh hưởng tới nguyên anh và linh hồn, nói trắng ra là nghiên cứu dược lý. Đáng tiếc là các thuốc thử nghiệm ở đây đã mất tác dụng, may mà trên phiến ngọc vẫn còn ghi chép về quá trình luyện chế, qua đó anh có thể hiểu được phần nào. Chương 1008, tiệc gia đình nhà họ Lý. Ngô Bình nghiên cứu đến mấy ngày lúc nào không hay, khi anh ra ngoài thì đã là 7 ngày sau rồi anh mở cửa ra thì cương tử vội chạy đến báo cậu chủ anh hoàng chờ cậu hai ngày rồi anh hoàng chính là hoàng tử cường ngày trước cương tử chính là đàn em của hoàng tử cường ngô bình gật đầu rồi đi ra ngoài thì thấy ông nội và bố mình đã về anh chào hỏi một chút rồi mới gọi hoàng tử cường vào phòng khách anh chờ tôi những hai ngày chắc có chuyện gấp gì hả thường thì nếu hoàng tử cường gặp chuyện thì sẽ gọi cho ngô bình nhưng lần này anh ấy về hẳn đây chứng tỏ đã gặp chuyện gì đó khó giải quyết Hoàng tử Cường cười nói, "Cậu chủ, tôi muốn về làm việc cạnh cậu." Ngô Bình nhíu mày, "Sao? Ở Hải Thành không quen à?" Hoàng tử Cường, "Không phải không quen, mà là mọi việc ở đó ổn hết rồi. Tiêu Thiên Kỳ bị xử lý xong thì Thanh môn cũng không làm gì được chúng ta nữa, cả Hải Thành giờ đã do một mình Hoàng Thiên Bá quản lý. Lần trước, cậu chủ bảo bọn tôi chuyển sang mảng bảo hiểm thì chúng tôi cũng làm xong rồi, tháng trước doanh số đã lên đến 50 tỷ, tiền đồ tươi sáng." ngô bình thế chẳng tốt rồi còn gì hoàng tử cường cậu chủ tôi là chiến tướng mà cậu bảo tôi ở lại hải thành bình yên thì sao tôi chịu được ngô bình ngẫm nghĩ rồi nói đúng là ở đấy không cần thêm người hỗ trợ nữa anh về cũng được ở đây đang có con núi việc một mình cương tử làm không xuể hoàng tử cường mừng rỡ nói cảm ơn cậu chủ thật ra ngô bình hiểu được suy nghĩ của hoàng tử cường anh ấy muốn gần ngô bình để được chỉ dẫn nhiều hơn như vậy sẽ tiện cho việc đột phá. Ngoài ngô nghi ra, thì nhà ngô bình đã đông đủ. Ngô bình bảo Lina chuẩn bị mở tiệc, buổi chiều, chú hai và cô của anh cũng đến, thậm chí ngô mi và Mỹ Ngọc cũng được viêm dương đưa từ thiên kinh về. Lý Vân đầu rất vui, bây giờ nhà họ Lý như mặt trời ban trưa, tiền đồ rộng mở. Điều quan trọng nhất là ông ấy có một người cháu trai ưu tú như Huyền Bình. Thím hai cũng đến, bà ta nghe chồng kể về tài năng của Ngô Bình xong thì cũng khách sáo với anh hơn, khi gặp Lý Niệm Tổ và Trương Lệ thì đã chịu chào họ là anh chị. Người lớn uống rượu chuyện trò, trẻ con nô đùa, hai con của Lý Gia Ninh là Trịnh Tinh và Trịnh Hảo Vũ. Con của Lý Đông Hưng là Lý Hoàng Đào, Lý Thụy và Lý Hân, ngoài ra còn có Ngô Bình, Ngô Mi, Mỹ Ngọc, ai cũng bám lấy Ngô Bình. Lý Hân mới 11 tuổi, cô bé tròn mắt hỏi, anh ơi, mẹ em bảo anh siêu lắm, như thần tiên ấy, thế anh có phép ạ? À? Trong ấn tượng của cô bé vẫn chưa có khái niệm tu hành. Ngô Bình cười nói, theo cách hiểu của em thì anh có đấy. Lý Hân hoa lên rồi nói, anh biết bay luôn đúng không? Ngô Bình gật đầu, "Ừ." Lý Hân lập tức ôm tay anh rồi nói, "Anh cho em bay với, em cũng muốn bay." Ngô Bình cười nói, "Ừ, anh cho em bay lên trời luôn." Lý Thủy cười nói, "Em nữa." Ngô Bình, "Em nặng lắm." anh không bế được. Lý Thụy xị mặt ra nói, anh thiên vị, em cũng là em của anh mà anh chỉ coi trọng em gái thôi. Ngô Bình nói, em sắp 90 cân rồi, khi nào giảm cân thành công thì anh sẽ cho em bay cùng. Thì ra Lý Thụy mới 15 tuổi, nhưng đã cao trên mét 7 và nặng gần 90 cân, hơn nữa lại không thích học hành, chỉ nghịch ngợm là giỏi. Lý Thụy khóc lóc ôm chân Ngô Bình không buông. Ngô Bình đành chịu nên bê cả Lý Thụy và Lý Hân bay lên cao. Lý Hân hét lên, oa tôi biết bay rồi. Lý Thụy thì rất căng thẳng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói, xì, sì, có gì mà hét ẩm lên thế, chuyện bay lượn với anh mình chỉ bé như con muỗi. Anh cho bọn em ra ngoài vũ trụ luôn đi. Ngô Bình chỉ muốn ném Lý Thụy xuống dưới, anh lừ mắt nói, ngoài vũ trụ nhiệt độ âm, không có không khí, em nghĩ mình trụ được mấy giây. Lý Thụy hắng giọng nói, thế thì thôi vậy. Sau khi bay cao 3.000 mét, Ngô Bình đưa hai đứa nhóc bay quanh Vân đỉnh một vòng. Lý Thụy chợt chỉ về một phía rồi nói, cái gì kia hả anh? Thì ra nhìn từ trên cao xuống có thể nhìn thấy rõ bảy dạng núi đang phát sáng, chúng nối liền sông, vị trí nhà của Ngô Bình chính là thế Thất Tinh Long Vương. Ngô Bình, đó là thế phong thủy, có gì đâu mà lạ. Sau đó Lý Hân hét lên, rồng, anh ơi, em nhìn thấy rồng. Có một con thuồng luồng dài ngoằng ngoi lên mặt nước. Thì ra là Lý Dư thấy Ngô Bình bay qua nên ngoi lên chào anh. Ngô Bình cười nói, rồng nhà mình nuôi đấy, bao giờ anh sẽ dẫn mấy đứa đi gặp nó. "Ui, nhà mình nuôi cả rồng ạ?" À, Lý Thụy ngẩn người ra, không dám tin đây là sự thật. Lý Hân gật đầu lia lịa, "Vâng, em cũng muốn xem rồng." Sau khi về lại hoa viên, Ngô Bình cho các em ngồi lên một con thuyền rồi chèo ra đông hồ. Ngay sau đó, Lý Dư đã xuất hiện với cái đầu rồng to tướng hai đứa nhóc hét lên hưng phấn sau đó sờ dâu rồng và vỗ mũi nó lý dư nằm im biết đây là các em của ngô bình nên không dám cử động mạnh sợ làm đám nhóc hoảng sợ lý thụy và lý hân chơi một lúc thì ngô bình đưa hai đứa lên bờ nhưng mấy đứa khác cũng không chịu kém cạnh liên tục đòi bay rồi đòi chơi với lý dư tiếp ngô bình bó tay đành đưa nốt chúng bay lên cao rồi lại đi xem rồng lý hoàng đào kém miếng khó chịu đòi ngô bình cho bay bằng được không thì là không công bằng. Kết quả cậu ta bị Ngô Bình đáp ngã xuống hồ, làm mọi người được trận cười vỡ bụng. Đám trẻ con chơi mệt thì mới chịu về phòng tiệc, Lý Thụy và Lý Hân vẫn còn hào hứng rồi kể lại chuyện cho bố mẹ nghe. Lý Đông Hưng ngạc nhiên vì Ngô Bình còn nuôi cả rồng. Thím hai thì có vẻ nể ra mặt, bà ta không phải người hiền lành nhưng rất thông minh. Trước đó, bà ta chỉ khách sáo ngoài mặt với Ngô Bình, chứ trong lòng thì không ưa anh chút nào, dẫu sao người bên ngoại nhà bà ta cũng bị anh đánh chết. Nghe các cháu mình kể chuyện, bà ta thầm thấy chấn động, vì Ngô Bình quá tài năng, bản lĩnh của anh vượt ngoài tưởng tượng của bà ta. Người như anh thì bà ta không bao giờ dám động tới, chỉ có thể lấy lòng thôi. Lý Gia Ninh nghe xong thì không bất ngờ lắm, vì bà ấy đã nghe bố mình kể về Ngô Bình nhiều rồi. Bà ấy cười nói, bố, Huyền Bình càng ngày càng giỏi, nhà mình nhất định sẽ hưng thịnh. Lý Vân đầu đắc ý nói, đương nhiên, có huyền bình thì nhà mình vô địch. Bây giờ, Lý Vân Đầu là hội trưởng của Tổng Thương hội Đông Nam Á, ngoài ra còn đứng đầu Thương hội Vân Đông, tài sản như núi, dù đã cao tuổi nhưng sức khỏe vẫn dồi dào. Một lát sau, Ngô Bình quay lại, Lý Niệm Tổ nói với anh, Tiểu Bình, tháng sau là ông nội thượng thọ, chúng ta phải chuẩn bị trước. chương 1009, Đại hội dòng tộc nhà họ Lý. Ngô Bình cười nói, thế à, đến lúc đó, chúng ta phải làm thật to ông nhé. Lý Vân Đẩu vội xua tay, thôi, mở tiệc nội bộ trong gia đình thôi là được rồi. Lý Đông Hưng cười nói, thế sao được ạ, à? tiệc mừng thọ của bố sao có thể làm qua loa được. Lý Gia Ninh, đúng đấy ạ, à, chúng ta phải mở tiệc ở Vân Đông, phải cho cả dòng tộc Lý thấy được khí thế của chi nhà mình. Lý Thị là một dòng tộc lớn ở Vân Đông, bố của Lý Vân Đẩu hay ông cố của Ngô Bình đã có tới 5 bà vợ và 13 người con trai. 13 người con trai này lại lấy vợ sinh con và phát triển riêng rẽ hầu hết đều có thành tựu và địa vị lớn trong xã hội. Nhắc tới dòng tộc Lý, Lý Vân Đẩu như có điều suy nghĩ rồi nói, Gia Ninh, ý của con là mượn cơ hội này để điều chỉnh lại cả dòng tộc ư. Lý Gia Ninh nói, tính ra thì bố là người có thành tựu lớn nhất trong dòng tộc Lý, nhưng trưởng tộc lại có suy tính riêng, chưa bao giờ hỏi ý kiến bố về bất kỳ chuyện gì. Tiệc mừng thọ lần này chúng ta phải làm thật to, để họ biết được địa vị của bố ở giới thương nhân và vân đông. Lý Đông Hưng cũng gật gù, còn đồng ý với ý kiến của em gái. Ông ấy ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, "À, hôm trước con có nhận được thiệp mời họp của dòng tộc, nhà mình có đi không ạ?" À? Ngô Bình hỏi, "Chú hai, buổi họp gì vậy ạ?" À? Lý Đông Hưng tiểu Bình, buổi họp này là nơi mọi người trong gia tộc trao đổi tài nguyên, đồng thời là bước khởi động cho đại hội dòng tộc. Lý Gia Ninh, trong bữa tiệc này, mọi người sẽ chọn ra vài ứng cử viên cho đại hội dòng tộc được tổ chức vào 6 tháng sau đồng thời chọn ra tông chủ và tông lão mới. Ngô Bình có vẻ kinh ngạc hỏi, cô ơi, thành viên của nhà họ Lý mình trên cả thế giới phải đến vài chục triệu cô nhỉ? Lý Gia Ninh cười nói, dòng tộc nhà mình lớn lắm, nếu tính cả thế giới thì phải hơn trăm triệu người. Đương nhiên đó là tính cả các chi nhỏ. Ví dụ như đại hội mà chúng ta tham dự kia chủ yếu là chi nhà họ Lý ở triều đường, tính sơ sơ cũng phải trên chục triệu người. Ngô Bình, thế thì quy mô của đại hội phải lớn lắm, ngần ấy người thì bằng dân số của nước galia rồi còn gì lý đông hưng đúng thế cho nên đại hội này vô cùng quan trọng ba năm được tổ chức một lần ai được phát ngôn ở đó đều là các nhân vật lớn tấm cỡ thế giới à mà có cả người tu hành nữa đấy ngô bình chú hai ý của hai cô chú là chúng ta cũng phải tham gia đại hội của dòng tộc ạ à. lý đông hưng nếu được thì đương nhiên phải tham gia chứ tiểu bình Thật ra với địa vị hiện giờ của cháu thì hoàn toàn có thể trở thành một tông lão của dòng tộc. Lý Gia Ninh, đừng nói là tông lão, tiểu bình chỉ cần giữ chức vụ quản lý trong dòng tộc thôi thì chức vụ trưởng tộc sẽ thuộc về ông ngay rồi. Lý Vân Đầu cười nói, đừng nói thế, trưởng tộc nhiệm kỳ này mới chỉ phát biểu đúng một lần ở đại hội thôi, còn không phải là quản lý nữa cơ. Ngô Bình biết chuyện này rất phức tạp, dòng tộc lớn như vậy chắc chắn sức mạnh, tài nguyên rất khủng khiếp. Cái khác thì anh không rõ nhưng rất nhiều nhân vật lớn hiện nay đều mang họ lý anh hỏi ông ơi ông có muốn thành trưởng tộc không ạ câu hỏi của ngô bình rất thẳng thắn lý vân đầu ngẫm nghĩ rồi nói có chứ dẫu sao điều này cũng có lợi với nhà mình mà ngô bình cười nói thế thì cháu sẽ đến tham dự bữa tiệc của dòng tộc sau đó tham gia đại hội vào nửa năm sau vị trí tông chủ thì cháu không dám chắc nhưng tông lão thì vô tư ạ lý đông hưng và lý gia ninh đều sáng mắt lên đây là một chuyện làm dạng dỡ tổ tông, nếu Ngô Bình làm được thì quá tốt rồi. Xong, Ngô Bình chợt hỏi cô, chú, quy mô của đại hội trước kia cũng lớn vậy à? Lý Đông Hưng lắc đầu, vài nhiệm kỳ gần đây mới tổ chức dùm bên vậy. Sau đó, ông ấy có vẻ nghi hoặc nói, hình như có chuyện gì đó rất lớn sắp xảy ra, nhưng chú không biết là chuyện gì. Chắc chỉ có các trưởng bối của dòng tộc mới biết. Ngô Bình, sắp có chuyện quan trọng xảy ra ư? Lý Vân Đầu cũng nói, ông cũng có dự cảm tương tự, nhất là khoảng chục năm trở lại đây, có nhiều nhân vật lớn hình như như đang âm thầm chuẩn bị điều gì đó. Ngô Bình, ông ơi, ông có biết họ chuẩn bị gì không ạ? À? Lý Vân Đầu, ví dụ như có vài thế lực giao lưu với những người ở giới tu hành, có thế lực bắt đầu mua đất đai ở vùng hoang dã, nhưng mua xong thì để đấy không làm gì cả. Còn có mấy thế lực chiêu mộ các cao thủ khắp toàn cầu, sau đó dốc sức bồi dưỡng và chuẩn bị rất nhiều tài nguyên cho họ như quần áo, đồ ăn, thành ra như cứ sắp đến ngày tận thế ấy. Ngô Bình rơi vào trầm tư, lẽ nào sắp có chuyện lớn xảy ra thật? Anh nói, bố ơi, mấy nữa hai bố con mình sẽ đi tham gia đại hội của gia tộc nhé ạ. À? Lý Niệm Tổ, bố đi làm gì? Lý Vân đầu nói, Niệm Tổ, con đi tốt mà, đi cho biết đó biết đây. Nếu được thì Huyền Bình sẽ tiến cử con lý niệm tổ là một người thật thà nên lắc đầu ngay bố con không có kinh nghiệm e không được đâu lý vân đầu cười lớn nói cần gì kinh nghiệm cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi lý gia ninh cười nói anh cả anh sướng nha đúng kiểu bố dựa hơi con đấy lý đông hưng nhà họ lý mình dựa cả vào ngô bình mà ngô bình xua tay chú hai chú đừng tâng bốc cháu thế nhà họ lý được như ngày hôm nay là nhờ công lao của ông ông đã xông pha và trải qua biết bao gian khổ mới gây dựng nhà ta lớn mạnh thế này. Lý Vân Đầu, được rồi, đừng nịnh bợ ông nữa. Đúng lúc này, chợt có người hớt hải chạy vào, đó là Lý Mai. Cô ấy vừa xuống máy bay, trước đó cô ấy đang khảo sát ở Đông Tinh, biết gia đình có buổi tụ họp nên đã bỏ hết việc để về ngay. Lý Mai vừa vào đã được Lý Gia Ninh đẩy ngồi xuống cạnh Ngô Bình. Lý Gia Ninh hỏi, Tiểu Mai, bên kia sao rồi? Có thích hợp để đầu tư không? Lý Mai uống một ngụm nước hoa quả rồi đáp, vô cùng thích hợp luôn ạ. À. Huyền Bình giờ đã nắm quyền quản lý toàn bộ đất nước ấy rồi, như một ông vua luôn. Mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, vì Ngô Bình chưa hề kể chuyện này với họ. Lý Đông Hưng, nói vậy là chúng ta có thể dồn toàn lực đầu tư sang bên đó hả? Lý Mai gật đầu, vâng, mỗi năm ít nhất ta phải đầu ta cho Đông Tinh một nghìn tỷ. Tương lai mình phải điều các lao động bên mình sang đó để làm việc. Lý Gia Ninh, dẫu sao cũng là một nước lạc hậu, muốn xây dựng sửa sang chắc phải mất nhiều năm, cô chỉ sợ để lâu lại có chuyện. Lý Mai, cô cứ yên tâm, Đông Tinh giờ là cường quốc số một ở châu Phi rồi, đến châu Europa cũng không dám vớ vẩn. Cô ấy nói tiếp, hơn nữa, chúng ta mở nhà máy ở đó còn được miễn thuế, lợi nhuận cao hơn trong nước nhiều, vì Đông Tinh là một thành viên của Liên minh châu Phi nên hàng hóa của họ cũng được miễn thuế ở các nước châu Phi, đây là ưu thế rất lớn. Mọi người đều rất hào hứng, chủ đề câu chuyện chỉ xoay quanh Đông Tinh. Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya thì mọi người mới đi nghỉ, may là có nhiều phòng nên mọi người tha hồ lựa chọn. Mười tối, Ngô Bình gọi bố mình ra vườn hoa rồi nói, bố ơi, tối nay con sẽ giúp bố đột phá lên cảnh giới địa tiên. Trường 1010, Lý Niệm Tổ đột phá địa tiên. Lý Niệm Tổ là linh minh thánh thể, toàn bộ kinh mạch đã được đả thông, cho nên đã đột phá cảnh giới Nhân Tiên từ lâu. Hơn nữa ông ấy tu luyện công pháp đại giáo vô thượng là Âm Dương giáo nên nền móng vô cùng vững chắc. Lý Niệm Tổ, tiểu bình, bố có được không? Ngô Bình cười nói, bố mà không được thì không ai được hết. Sau đó, Ngô Bình đả thông chín linh khiếu và thần khiếu cho bố mình, tiện thể mở luôn linh khiếu thứ 10 và thần khiếu thứ 9. Cùng lúc đó, anh đã dùng năng lượng cao chiều trong cơ thể mình để lý niệm tổ được hấp thu năng lượng nòng cốt có quy luật, có thể nói xuất phát điểm của lý niệm tổ còn cao hơn anh. Nhưng lý niệm tổ không tu luyện võ hồn, vì con đường tu hành của ông ấy khác ngô bình, ông ấy chọn con đường của âm dương giáo. Đến gần sáng, lý niệm tổ mới ngưng tụ thánh tân, thiên nhân hợp nhất, cuối cùng đã đạt đến cảnh giới nhân tiên viên mãn và trở thành một võ quân. Với lý niệm tổ mà nói thì ngưng tụ thần bàn có cũng được mà không có cũng không sao, vì thế ông ấy đã nhẹ nhàng đột phá đến cảnh giới nguyên thần và tiến vào cảnh giới địa tiên. Ngô Bình cho bố mình uống một viên nguyên anh đan, sau đó bảo ông ấy ngưng tụ nguyên thần theo công pháp của âm dương giáo. Nguyên thần này có tên là âm dương chân thần, mạnh hơn các nguyên thần bình thường nhiều. Ngưng tụ nguyên thần xong, Lý Niệm Tổ ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, ông ấy đã bế quan một ngày một đêm để thích ứng với trạng thái mới. Sau khi Lý Niệm Tổ bế quan, Ngô Bình đã mệt lử anh về thẳng phòng nghỉ ngơi. Nhưng anh vừa mở cửa ra thì đã thấy Lý Mai đang chờ mình. "Đồ vô lương tâm này, em chờ anh cả đêm đấy." Cô ấy oán trách. Ngô Bình cười nói, "Anh giúp bố tu luyện." Lý Mai kéo anh xuống giường, cô ấy định làm chuyện gì đó, Ngô Bình hiểu ý rồi cởi đồ đi tắm để nhanh chóng vào việc ngay. Đến bữa sáng, Ngọc Yên mới gõ cửa gọi, "Cô cậu dậy ăn sáng thôi ạ." À. Ngô Bình đáp, "Biết rồi, ra ngay đây." Lý Mai vẫn ôm cổ Ngô Bình rồi nỉ non, không được đi, anh phải nằm lại với em. Ngô Bình vỗ mông cô ấy rồi nói, ngoan nào, ra ăn sáng đã rồi lát anh mát xa cho. Anh sẽ cho em dùng thử loại thuốc anh mới nghiên cứu, đảm bảo sẽ khiến da em mịn như da em bé. Lý Mai sáng mắt lên nói, thật không? Đi, ra ăn sáng thôi. Mọi người quây quần bên bàn ăn, Ngô Bình vừa bê bát lên thì thấy có một đứa bé chạy tới nhào vào lòng mình rồi gọi, "Bố ơi!" Đương nhiên đó là hỉ bảo, cậu bé chưa gặp mọi người ở đây, vì Ngô Bình đã cho chuyển ra nhà sau rồi dặn Vân Tịch chăm sóc. Hỉ bảo vừa vào, Vân Tịch cũng vội vã chạy vào theo. Thấy có một cô gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện, mọi người đều ngẩn ra, Lý Mai thì lườm Ngô Bình cháy thịt. Hỉ bảo thấy Vân Tịch đi theo thì gọi, mẹ. Lý Mai tái mặt, Ngô Bình có con rồi ư, mẹ đứa bé cũng ở đây luôn. Lý Vân đầu sáng mắt lên cười nói, chắc của cụ đây à. Ngoan, ra đây cụ bế nào ngô bình vội nói ông ơi nó là hỷ bảo con nuôi của cháu nghe thấy thế lý mai thở phào một hơi nhưng ánh mắt nhìn vân tịch vẫn có vẻ cảnh giác lý vân đầu con nuôi thì cũng là người nhà mình hỷ bảo thấy lý vân đầu giơ tay về phía mình thì nhảy tới sau đó vươn tay ôm cổ ông ấy chọc cho lý vân đầu cười kha kha vân tịch đã đến nên đành phải chào hỏi cháu là vân tịch chào mọi người ạ à. ngô bình ông ơi cô ấy là vân tịch con cháu của vương tộc ở côn luân nghe thấy vân tịch là người trong giới tu hành mọi người đều không dám sơ suất mà chào hỏi lại nghỉ bảo thấy có đông người thì vui lắm thằng bé nhanh chóng kéo lý thụy và trịnh tinh đi chơi ngô bình bảo vân tịch ngồi xuống cùng ăn sáng cô ấy nói ban nãy em nhận được tin trong nhà đang có chuyện nên em phải về giải quyết ngô bình hỏi chuyện gì thế vân tịch vân thị có thêm mấy thiên tài các tộc lão có chút xung đột thôi không phải chuyện gì to tát đâu." Ngô Bình gật đầu, "Ừ, em về trước đi, nếu cần thì cứ gọi anh nhé." Vân Tịch không nán lại mà ăn sáng xong là chào tạm biệt mọi người luôn. Sau đó, Ngô Bình giao hỉ bảo cho mẹ mình trông, còn anh đưa thuốc cho Lý Mai. Buổi chiều, anh lại vào phòng thí nghiệm. Sáng sớm hôm sau, Lý Niệm Tổ xuất quan, khí chất của ông ấy đã có sự thay đổi rõ rệt, đôi mắt sáng ngời, thần thái phấn chấn, hơn nữa dung mạo cũng có sự thay đổi nhỏ. Ngô Bình biết khi tu vi của bố mình tăng lên, ông ấy sẽ dần trở lại tướng mạo của linh minh thánh thể. Nhưng như vậy cũng không sao, mọi người trong nhà đã quen rồi, dù bố mình biến thành ai thì cũng không sao. Hai bố con thu dọn một chút rồi cùng Lý Đông Hưng đi tham gia buổi họp dòng tộc. Địa điểm của buổi họp là ở một sơn trang ở Vân Đông tên là Ngũ Hồ. Trước cổng sơn trang người xe như nước, các xe sáng nuôi đuôi nhau đi vào trong. Sơn trang này rộng hơn 10.000 mẫu, Do các nhà khá giả trong dòng tộc Lý chung vốn xây dựng. Bên trong có sân bóng, trường đua ngựa, phòng tập thể hình, bình thường Lý Mai cũng hay đến đây nghỉ ngơi hoặc tổ chức sự kiện. 10 giờ sáng, máy bay của họ đã đáp xuống sân bay Nam Đô, nhà họ Lý đã chuẩn bị xe sẵn để đón họ tới Sơn Trang Ngũ Hồ. Chiếc xe đi tới cổng, có vài người thanh niên mặc vest đen đứng ở đây, họ nhìn thiệp mời của Lý Đông Hưng rồi nói: "Thưa ông, theo thiệp mời này thì ông chỉ được dẫn một người vào theo thôi ạ." À lý đông hưng nhíu mày, trong thiệp đâu có ghi vậy. người thanh niên cười nói, đây là quy định của trường tộc. ngô bình lạnh giọng nói, tránh ra. người thanh niên nghiêm mặt, sau đó ấn nút mở cổng, tài xế lái xe thẳng vào bên trong. khi chiếc xe đi xa rồi, người thanh niên mới ngẩn ra rồi lẩm bẩm, mình bị làm sao thế nhỉ, cứ như nằm mơ ấy. ơ, bọn họ đâu rồi, vào trong rồi à? người bên cạnh nhìn anh ta như một con quái vật vì rõ ràng chính anh ta đã ấn nút mở cổng mà. Chiếc xe đi tới một tòa nhà 9 tầng, tài xe vừa định lái xe lên đường núi thì bỗng có một chiếc xe thể thao ở phía sau vượt lên trước rồi phanh kít lại. Có một cặp nam nữ bước xuống xe, người đàn ông khoảng 30 tuổi, tóc nhuộm màu trắng, mặc vest trắng, hắn đá văng cửa xe rồi đi vào trong tòa nhà. Cô gái đi cùng thì có vóc dáng bốc lửa, mỉm cười ngọt ngào đi theo hắn. Chiếc xe này chặn đầu xe ngô bình, làm xe anh không đi tiếp được lý đông hưng nói tiểu bình đó là lý hạo sâm bố cậu ta có nhiều thế lực trong quân đội nhà cậu ta chủ yếu cung cấp hàng cho quân đội nên giàu lắm ngô bình lý hạo sâm này ngang ngược quá lý đông hưng nào chỉ có thế năm trước hoàng đào suýt nữa bị cậu ta đánh chết cuối cùng chúng ta cũng có làm gì được đâu tại cậu ta có ô dù lớn quá ông ấy nói tiếp luân về vai vế thì cậu ta còn phải gọi chú là ông và gọi cháu là chú đấy ngô bình vung tay lên Chiếc xe thể thao đó lập tức bay lên cao, sau đó rơi xuống hồ nước bên cạnh. Cảnh tượng này khiến ai nhìn cũng phải sợ hết hồn, chuyện gì vậy? Xe của Ngô Bình đỗ vào chỗ, ba người cùng xuống xe. Đoàn đón khách ở cửa vội mở cửa nói, mời ba vị vào. Chương 1011: Tham gia buổi họp của dòng tộc. Đi hết sảnh rồi rẽ trái là tới một phòng họp, hay chính là nơi diễn ra buổi họp dòng tộc hôm nay. Căn phòng này rất lớn, có thể chứa lớn hơn nghìn người. Đương nhiên, các vị trí trong phòng cũng được sắp xếp có tính toán. Có các cô gái xinh đẹp đứng đón khách ở cửa, thấy nhóm Ngô Bình, một người cười nói, thưa anh, mời dơ thiệp ạ. À. Lý Đông Hưng lấy thiệp ra, cô gái nhìn xong thì gật đầu nói, thưa các vị, chỗ của nhà mình ở hàng 25, ghế số 17, cạnh đó chỉ có một ghế trống, nhưng ông lại dẫn theo hai người. Vì vậy, sẽ có một người phải ngồi hàng ghế cuối, Chúng tôi rất xin lỗi về sự sắp xếp này ạ." À. Lý Đông Hưng không nói gì, bọn họ đi vào bên trong. Ông ấy định đi tới hàng 25, nhưng Ngô Bình nói: "Chú hai, chúng ta ngồi lên hàng ghế đầu đi." "Lý Đông Hưng, Tiểu Bình, như vậy không được đâu, dễ xảy ra xung đột lắm." Ngô Bình cười lạnh nói: "Luận về tài sản và địa vị, có thể nhà mình không đứng đầu, nhưng chắc chắn thuộc top 3." "Họ cố tình xếp mình ở hàng 25 là muốn hạ thấp chúng ta." Thấy anh kiên quyết như vậy, Lý Đông Hưng đành chịu ý rồi đi lên hàng đầu rồi ngồi vào vị trí chính giữa. Lúc này, phòng họp đã có hơn trăm người, thấy nhóm ngô bình làm vậy, ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Đấy là con thứ của Lý Vân Đẩu đúng không? Bình thường chỉ toàn ngồi phía sau, sau nay lại lên hẳn hàng đầu nhỉ? Ừ, ngồi ở hàng đầu toàn người sẽ lên phát biểu hoặc chủ trì cuộc họp mà. Có gì lạ đâu, một năm qua chi nhà Lý Vân Đẩu phát triển nhanh chóng mặt. Nghe nói ông ấy đã đánh đổ nhà họ quách ở Nam Dương, còn làm hội trưởng tổng thương hội Nam Dương nữa. Mấy ngày trước, có không ít thế lực lớn ở Vân Đông phải đến chào hỏi rồi xin cùng lập tập đoàn thương nhân này nọ với ông ấy, giờ Lý Vân đầu quách lắm. Ừm, nói đúng ra thì so về thực lực, trưởng tộc kéo còn thua Lý Vân đầu ấy chứ. Xuyệt, đừng nói linh tinh, con trai của trưởng tộc có lai lịch bí ẩn, thủ đoàn tài tình, có cậu ta ở đây, trưởng tộc sẽ không bị ai thay thế đâu. Người khác nói cũng đúng, người đó đáng sợ lắm. Có người con như thế thì nhà họ sẽ có quyền hành lớn nhất trong dòng tộc lý. Nhìn đi, Lý Hạo Sâm đến rồi kìa. Mọi người nhìn ra phía cửa thì thấy Lý Hạo Sâm đang hầm hầm gào lên, đứa nào ném xe tao xuống hồ. Đứng lên cho ông. Chát. Hắn vừa nói dứt câu, không gian đã vang lên tiếng bạt tai, Lý Hạo Sâm bị tát cho lật mặt, suýt nữa ngã nhào hắn vừa sợ vừa tức rồi hét lên, đứa nào đánh bố mày đấy hả? Tuy hắn gào thét là thế, nhưng gương mặt lại đầy vẻ hoảng sợ, rõ ràng xung quanh không có ai, tại sao hắn lại bị ăn tát? Không có ai trả lời, Lý Hạo Sâm rồ lên, dám đánh bố mày à, tao? Chát! Lại thêm một cái tát nữa, lần này răng của Lý Hạo Sâm đã rơi lả tả, miệng hắn đầy máu, hắn hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chuyện gì vậy? lẽ nào có người dùng phép thuật? Người ra tay đương nhiên là Ngô Bình, anh thầy Lý Hạo Sâm ngứa mắt nên phải dạy cho hắn một bài học. Người tới ngày càng đông hơn, chục phút sau, có một người đàn ông đi tới hàng ghế đầu. Khi nhìn thấy nhóm Lý Đông Hưng, người đó ngẩn ra rồi tươi cười nói, Đông Hưng đấy à, đến sớm thế. Lý Đông Hưng đứng dậy, anh tư. Người đó là một trong người quản lý của dòng tộc, tên là Lý Tú Thành. Đây cũng là một thương nhân khá thành công vở Vân Đông, chủ yếu kinh doanh rượu, ông ấy có 3 công ty rượu với giá trị hơn 100 tỷ. Lý Đông Hưng vội giới thiệu với Ngô Bình, Huyền Bình, đây là Lý Tú Thành, chú họ của cháu, cháu nhớ chào chú Tư nhé. Chú Tư cháu kinh doanh rượu. Ngô Bình lên tiếng, chào chú Tư. Lý Tú Thành gật đầu rồi nói, Đông Hưng, sao hôm nay chú lại ngồi ở hàng đầu? Người của chi chính sắp đến rồi, chú làm vậy e không hay cho lắm. Ngô Bình nói, chú Tư, sau so ra thì ông nội cháu cũng là đại gia ở Vân Đông, khéo bây giờ còn có số má trên cả nước rồi. Với địa vị như vậy, nhà cháu không được ngồi ở đây thì cũng lạ thật. Lý Tú Thành cười lớn nói, "Cháu trai, cháu nói rất có lý. Nhưng mọi người trong dòng họ đều do trưởng tộc quyết định, chúng ta phải nghe theo chứ." "Ngô Bình, lát nữa cháu sẽ nói chuyện với trưởng tộc." Lý Tú Thành không muốn tham gia vào chuyện này nên chỉ nói thêm vài câu rồi sang chỗ khác ngô bình giữ ông ấy lại rồi cười nói chú tư chú kinh doanh rượu thì chắc hiểu về thị trường rượu lắm phải không ạ nhắc đến thị trường rượu lý tú thành nổi hứng ngay rồi cười nói chắc không ai ở đây hiểu hơn chú đâu sao cháu có hứng với rượu à ngô bình chú tư cháu thấy chất lượng của rượu trắng cao cấp năm nay hơi chán nên muốn làm một loại tốt hơn không biết chú có hứng hợp tác không ngô bình có hơn chục cách trưng cất rượu đảm bảo sẽ cho ra loại rượu ngon không đâu sánh bằng Lý Tú Thành không mấy để tâm đến lời của Ngô Bình, làm rượu ngon rất khó. Ví dụ như Mao Đài, phải qua biết bao năm mới có chỗ đứng như hiện giờ. Ngô Bình lấy một cái bình nhỏ rồi mở ra, hương rượu thơm ngào ngạt. Lý Tú Thành ngửi thấy là chấn động ngay, rượu gì thế? Ngô Bình, rượu của cháu, chú Tư nếm thử đi. Lý Tú Thành cầm lấy rồi nhấp một ngụm, rượu vừa xuống cổ họng đã nóng rực, sau đó lan tỏa trong dạ dày, mùi vị thì rất khó hình dung ông ấy nhâm nhi cả phút rồi mới thở dài nói rượu ngon đây là loại rượu ngon nhất chú từng uống cháu tự làm thật à lý tú thành sáng mắt lên nếu ông ấy mà có công nghệ sản xuất rượu này thì đảm bảo sẽ bán đắt như tôm tươi thậm chí có thể bán khắp thế giới luôn ngô bình cười nói vâng nhưng cách làm hơi lằng nhằng nguyên liệu cũng phải chọn rất kỹ lý tú thành là người thông minh nên hiểu ý anh ngay ngô bình cho ông ấy nếm thử rượu không phải chỉ để ông ấy nhận xét Lý Tú Thành mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Ngô Bình, "Huyền Bình, nếu cháu muốn sản xuất rượu thì phải kết hợp với một người hiểu về ngành này, mà chú đây là lựa chọn hàng đầu đấy." Ngô Bình, "Cháu mà kinh doanh rượu thì chắc chắn phải hợp tác với chú rồi, ngoài công thức ra, cháu còn góp vốn cùng nữa, nhưng" Lý Tú Thành hiểu ý nên nói, "Huyền Bình, cháu có yêu cầu gì thì nói đi, nếu làm được, chú sẽ không từ chối." Chương 1012, có phục không? Ngô Bình cười nói, ban nãy, chú hai cháu cũng nói rồi, ông cháu là thương nhân hàng đầu ở Vân Đông, còn là hội trưởng của Tổng Thương hội Nam Dương. So về tài sản và địa vị thì trường tộc khéo còn thua. Ông cháu không làm trường tộc thì thôi, nhưng đến hàng ghế đầu mà chi nhà cháu cũng không được ngồi thì đúng là ức hiếp người quá đáng phải không chú Tư? Lý Tú Thành nghe xong thì trầm mặc một lát mới nói, thật ra chúng ta đều thầm hiểu hết rồi mà, là trưởng tộc cố ý chèn ép nhà cháu, Trường tộc ngồi được vào vị trí này cũng có lý do, không rõ cháu có biết trường tộc có một người con trai rất tài giỏi không? Ngô Bình, ô, không biết người này tài giỏi thế nào? Chú kể cho cháu nghe được không? Lý Tú Thành nhỏ giọng nói, trường tộc Lý Vân Hạn có ba người con trai, trong đó người con út 40 tuổi. Chú nghe nói, người này đã gia nhập một thế lực lớn ở địa tiên giới và tu thành thần tiên rồi. Ngô Bình, chú có biết là thế lực nào không? Lý Tú Thành, cái gì mà bạch cốt môn ấy? Ngô Bình có biết bạch cốt môn, ngoài ba thế lực lớn của địa tiên giới ra thì đây là một giáo phái tả môn khá mạnh. Nhưng so với kiếm phái Thục Sơn thì không là gì cả. Bọn họ đang trò chuyện thì bỗng Lý Tú Thành im bặt, Ngô Bình liếc nhìn thì có một nhóm người đi vào. Trong số đó có một người đàn ông cao tuổi ngoài 70, đó chính là trưởng tộc Lý Vân Hạn. Theo sau Lý Vân Hạn là ba người con trai của ông ta một trong số ba người con trai của ông ta trông rất trẻ, như mới ngoài 20 tuổi, quanh người có khí chết tà môn, chắc chắn đây là con trai út của Lý Vân Hạn, đệ tử của Bạch Cốt Môn. Lý Vân Hạn liếc thấy nhóm Lý Đông Hưng đang ngồi ở hàng ghế đầu thì vẫn bình thản như không, sau đó cười nói với Lý Tú Thành, Tú Thành đến rồi à? Lý Tú Thành, chào trưởng tộc ạ. À. Sau đó, ông ấy gật đầu với ba người con trai của Lý Vân Hạn. Con trai út của lão ta nhíu mày, sau đó lườm Lý Đông Hưng, ai cho các người ngồi đây biến ra sau ngay ông ta vừa lên tiếng mọi người ở phía sau đã nhao lên xem chật chật có kịch hay xem rồi chi của trường tộc và chi của lý vân đầu cãi nhau rồi kìa có người nhỏ giọng nói long tranh hổ đấu thế lực của lý vân đầu mạnh hơn lý vân hạn đấy chưa biết thế nào con trai út của trường tộc thần bí lắm kỳ lạ lý vân đầu luôn rất khiêm nhường không muốn so đo với lý vân hạn sao hôm nay tự nhiên lại ngông nghênh ngồi hàng ghế đầu nhỉ cách đây không lâu lý vân đầu đã khiến một nửa giới nhà giàu ở vân đông phải khuất phục tôi nghe nói mộ tổ của các thế lực ấy bị đào hết lên khiếp lắm thế là lý vân đầu có vương bài trong tay hà nghe nói có một cao thủ cấp tiên quân giúp sức cho lý vân đầu không ít người nói thế nên tôi nghĩ là thật đấy cái gì cao thủ tiên quân ư mọi người đều chấn động con trai út của lý vân hạn lớn tiếng quát nạt điều này khiến lý đông hưng nhăn mặt rồi nói lý lan ăn nói cho cẩn thận người này tên là lý lan thấy lý đông hưng có vẻ không sợ mình ông ta cười lạnh một tiếng rồi vung tay lên một cơ gió lạnh lia về phía lý đông hưng đúng lúc này ngô bình lách người đến trước mặt lý đông hưng để hứng cơn gió ấy lý lan cau mày sau đó quan sát ngô bình rồi hỏi cậu ở đâu ra thế ngô bình ông ra tay trước mà lý lan hừ nói thế thì sao quỳnh ngô bình tiến lên bóp cổ lý lan sau đó có gió lớn nổi lên mọi người đều không mở mắt ra được sau đó mọi người không thấy ngô bình và lý lan đâu nữa lý vân hạn ngạc nhiên nói người đâu rồi lý niệm tổ vẫn nhìn rõ nên nói con trai tôi ra ngoài dạy dỗ con trai ông rồi lý vân hạn sầm mặc nói dạy dỗ con trai tôi hừ nó là đệ tử chân truyền của bạch cốt môn ai dạy dỗ được nó chứ lý niệm tổ thế à con trai tôi là đệ tử tinh anh của kiếm phái thục sơn mạnh hơn con trai ông đấy nghe thấy thế lý vân hạn chấn động nói sao con trai cậu là đệ tử kiếm phái thục sơn ư vì con trai út là đệ tử bạch cốt môn nên lý vân hạn khá hiểu về địa tiên giới vì thế ông ta biết kiếm phái thục sơn là một thế lực lớn hơn hẳn bạch cốt môn ông ta nhìn lý niệm tổ rồi nói cậu là ai Lý Đông Hưng, đây là anh cả của tôi, Lý Niệm Tổ. Lý Vân Hạn hừ nói, con trai tôi ở cảnh giới địa tiên rồi, không ai đánh bại nó được đâu. Lý Niệm Tổ, tôi cũng ở cảnh giới địa tiên đây, nhưng con trai tôi có thể chấp 10 người như tôi. Lý Vân Hạn nghẹn họng, không nói gì nữa. Còn lúc này, Ngô Bình đang tóm cổ Lý Lan rồi xông ra ngoài. Lý Lan bị bóp cổ nên không thi triển tài năng được, ông ta hét lên, cậu dám ra tay với tôi à? hả? ngô bình tát cho ông ta một cái rồi nói làm sao ông có phục không miệng lý lan nhỏ máu ông ta gào lên bạch cốt tà lực bùng nổ để thoát khỏi trói buộc của ngô bình song không có tác dụng ngô bình lại tát cho ông ta thêm phát nữa ngay sau đó anh đã truyền pháp lực vào người lý lan làm toàn thân ông ta cứng đờ kinh lạc đau đớn ông ta hét lên rồi xin tha xin tha cho tôi ngô bình ném ông ta xuống lý lan rơi mạnh xuống đất toàn thân nhuốm máu Ngô Bình đáp xuống rồi đạp mạnh vào vết thương của ông Tam Lý Lan hét lên đau đớn. Nhưng ông ta đã ở cảnh giới địa tiên nên lực sinh mệnh rất mạnh, vết thương này không thể lấy mạng ông ta được. Ngô Bình phủi tay rồi nói, tôi cứ tưởng con trai Lý Vân Hạn giỏi thế nào nên ông ta mới vinh váo thế, ra cũng chỉ thế này thôi. Lý Lan không dám cứng miệng nữa, ông ta hộc máu rồi hỏi, thực lực của cậu mạnh quá, rốt cuộc cậu là ai? Ngô Bình, Lý Huyền Bình đệ tử Thục Sơn. Cái gì? Đệ tử thuộc Sơn Ư, Lý Lan ngạc nhiên. Ngô Bình, dù hôm nay tôi có đánh chết ông thì Bạch cốt môn cũng không dám làm gì tôi đâu, ông muốn chết không? Lý Lan cười trừ, tôi xin lỗi về những lời nói trước đó. Ngô Bình, về bảo bố ông chủ động nhường chức, sau đó để ông nội tôi làm trưởng tộc. Lý Lan, vâng, tôi sẽ chuyển lời. Tốt, Ngô Bình nói, nhớ là tôi tha cho ông không phải vì không dám giết ông, mà vì chúng ta cùng mang họ Lý. Nếu ông còn dám lặp lại các hành động vô lễ vừa rồi thì có trốn đến Bạch Cốt môn thì tôi cũng lôi ra rồi đánh chết. Đây là phong cách làm việc của người tu hành, nhanh và trực tiếp, không lòng vòng. Lý Lan không còn dám phách lối nữa, "Vâng, tôi không dám nữa." Chương 1013, bầu cử trưởng tộc mới. Mọi người chờ một lúc sau thì lại hoa mắt lên, ngay sau đó Ngô Bình và Lý Lan đã quay lại. Nhưng ngược Lý Lan bị lún xuống, mặt thì sưng phù, trông như vừa bị ăn đòn Lý Lan Tím mặt kéo bố mình là Lý Vân Hạn ra một chỗ sau đó thì thầm gì đó Lý Vân Hạn tỏ ra vô cùng sướng sờ thì thoảng lại liếc nhìn Ngô Bình năm phút sau Lý Vân Hạn méo mặt đi tới rồi không người chào Lý Niệm Tổ cậu Lý ban nãy hai bố con tôi đã thất lễ mong cậu bỏ qua cho Lý Niệm Tổ nói tôi bỏ qua cho đấy những người khác thấy thế thì ngẩn ra Lý Vân Hạn chịu cúi đầu trước chi của Lý Vân Đầu rồi ư Ngô Bình mỉm cười ngồi yên tại chỗ, sau đó nói với Lý Tú Thành đang ngây ngẩn, "Chú Tư, lát nữa phiền chú lên tiếng bầu cử cho ông nội cháu làm trưởng tộc mới nhé ạ." Lý Tú Thành vẫn còn đang đần người, nhưng vốn là người thông minh nên nhanh chóng phản ứng lại ngay, "Ừ." Buổi họp dòng tộc bắt đầu được một lúc thì Lý Vân Hạn bước lên sân khấu nói, "Thưa các vị, sức khỏe của tôi không được tốt nên hôm nay tôi muốn tuyên bố từ bỏ vị trí trưởng tộc, hy vọng chúng ta sẽ tìm được người giỏi hơn kế nhiệm." Lão ta nói xong thì đi xuống dưới luôn, sau đó thì hậm hực bỏ về. Ngay sau đó, mấy người con trai của lão ta cũng bỏ về theo. "Hả, Lý Vân Hạn không làm trưởng tộc nữa ư? Ừ, tại sao? Còn sao nữa? Ban nãy, Lý Huyền Bình đột nhiên biến mất, chắc chắn là đi đánh nhau với Lý Lan. Tôi nghe nói người tu hành không coi trọng lý lẽ, chỉ đọ xem nắm đấm của ai mạnh hơn, chắc Lý Huyền Bình mạnh hơn rồi." Nói vậy mà trưởng tộc tiếp theo sẽ là Lý Vân Đẩu à? Không thì ai, ngoài Lý Vân Đầu ra, còn ai xứng đáng với vị trí ấy hơn nào? Mọi người đều gật gù. Lý Vân Hạn đã làm trưởng tộc nhiều năm nên rút lui là đúng rồi. Giờ Lý Vân Đầu mạnh lắm, để ông ấy dẫn dắt Lý thị, chắn chắn chúng ta sẽ làm nên chuyện. Ngay sau đó, Lý Tú Thành đã đi lên sân khấu rồi cười nói: "Thưa các vị, trưởng tộc đã xin nghỉ nên tôi đề cử Lý Vân Đầu lên làm trưởng tộc mới. Nếu mọi người đồng ý thì xin giơ tay." tất cả mọi người trong phòng họp đều giơ hết tay lên, đồng lòng nhất trí chọn Lý Vân Đẩu làm trưởng tộc mới. Lý Tú Thành cười nói tốt, vậy tôi xin mời trưởng nam của trưởng tộc mới là ông Lý Niệm Tổ lên phát biểu đôi lời. Lý Niệm Tổ đi lên sân khấu, sau khi tiến vào cảnh giới địa tiên, tính cách của ông ấy cũng hơi thay đổi, vì thế ông ấy không còn thấy sợ những nơi như thế này nữa. Ông ấy vô cùng điềm tĩnh nói, cảm ơn sự tin tưởng cu ớt các vị, hiện bố tôi không có ở đây, tôi xin thay mặt cho gia đình nói đôi lời. Bài phát biểu của Lý Niệm Tổ rất ngắn, sau khi ông ấy nói xong, phía dưới vang lên chàng pháo tay. Sự việc tiếp theo rất đơn giản, hai vị trí tham gia đại hội của dòng tộc thuộc về Lý Niệm Tổ và Ngô Bình. Sau đó, buổi họp diễn ra rất đơn điệu, Ngô Bình để Lý Niệm Tổ và Lý Đông Hưng ở lại dự tiệc, còn mình thì lẻn đi. Anh đi tới mộ tổ, hay chính thế vạn long chào thánh. Lý Vân Đầu đã bao hết khu rừng này trong 100 năm. Vì thế, nhà họ Lý đã tốn gần 300 tỷ. Nhưng đây mới chỉ là tiền thuê, sau đó còn phải xây dựng và hoàn thiện công trình nữa. Ngô Bình bay lên cao thì nhìn thấy có rất nhiều máy móc đang làm việc, nhưng tốc độ tiến trình hơi chậm. Nhưng lần này, anh không gọi Lý Dư và Viêm Dương tới giúp nữa, vì cũng không vội. Về Nam Đô thì đương nhiên anh sẽ đi tìm Trần Hiểu Đồng, Cô ấy đã xây một khu vui chơi cho trẻ nhỏ, ở đó thu nhận rất nhiều trẻ bị bỏ rơi. Khi anh xuất hiện ở gần đó thì nhìn thấy có mấy cái cần cầu đang đỗ ngang cổng, ngoài ra còn một tốp người mặc đồ công nhân đang đứng chửi bới bên ngoài. Trần Hiểu đồng bê ghế ra ngồi sát cổng, khí thế của cô ấy khiến những người ở bên ngoài không dám tiến vào, mà chỉ chửi bới bên ngoài. Ngô Bình bước tới rồi liếc đám người đó, hỏi có chuyện gì thế? Một người khoảng 30 tuổi đáp, cậu là ai? liên quan gì đến cậu hả ngô bình nhìn người đó khiến hắn lạnh sống lưng sau đó quỳ xuống đất những người khác sợ hãi vì không biết có chuyện gì xảy ra trần hiểu đồng mừng rỡ khi nhìn thấy ngô bình cô ấy chạy ra cổng rồi gọi anh ngô ngô bình hiểu đồng họ đang làm gì thế nghe thấy vậy trần hiểu đồng nổi giận nói anh ngô họ là người của công ty bảo kỳ họ thấy đất ở đây đẹp nên muốn mua lại để xây sân chơi nhưng đương nhiên em không đồng ý ngô bình khu vui chơi đứng tên mảnh đất này rồi mà họ làm gì được chứ trần hiểu đồng thở dài thế nên ngày nào họ cũng đến làm loạn không ném pháo thì lại cho người đến đẩy cổng em báo cảnh sát cũng không ăn thua gần như không có ai dám dây vào ngô bình nhìn ra phía xa thì thấy có mấy đống phân người anh nhăn mặt nói sao lại vô lý thế chứ anh đi về phía người đang quỳ rồi nói gọi điện cho sếp của các người ngay bảo là khu vui chơi đồng ý rời đi, nhưng ông ta phải đích thân đến bàn bạc. Người đó nói, vâng, để tôi gọi ngay. Dứt lời, Ngô Bình mặc kệ họ rồi đi vào trong với Trần Hiểu Đồng. Mục đích anh đến đây là để chữa bệnh cho các bạn nhỏ, vì thế không muốn phí thời gian. Anh vừa chữa cho bảy trẻ xong thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, xếp chúng tôi đến rồi. Ngô Bình giao đứa bé cho Trần Hiểu Đồng rồi đi ra ngoài. Sau đó, anh nhìn thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang đứng ngoài sân, ông ta mặc bộ vest màu lam, đầu tóc bóng mượt, mặt nỏ nụ cười giả tạo. Ông ta nói với anh, cậu là chủ ở đây à? Tôi nhớ hình như là cô Trần Cơ mà. Ngô Bình, tôi là chủ nơi này. Người đàn ông cười nói, thế thì tốt, nghe nói cậu đồng ý chuyển khu vui chơi đi rồi hả? Ngô Bình, đúng vậy, nhưng bên ông định bồi thường thế nào? Người đàn ông, chỉ cần cậu chịu chuyển đi thì tiền nong không thành vấn đề. Chúng tôi trả 10 triệu, số tiền này đủ xây hai khu vui chơi cỡ này rồi đấy. Ngô Bình, 10 triệu, ông đuổi ăn xin đi đấy à? 5 tỷ, không bớt một xu. Người đàn ông ngẩn ra rồi bật cười nói, 5 tỷ. Cậu điên à? Ngô Bình, không có 5 tỷ thì biến. Người đàn ông cười lạnh, để tôi xem các người cầm cự được đến bao giờ, nói xong, ông ta quay người định bỏ đi. Ngô Bình tung một trưởng ra, người đàn ông thấy người mình lạnh toát. Anh nói, một tiếng nữa, ông sẽ thấy toàn thân khó chịu, sau ba tiếng thì tất cả các lỗ trên người sẽ chảy máu. Trước khi trời tối, cơ của ông sẽ co lại, sống không bằng chết. Nếu ông không chịu được thì cứ đến tìm tôi, nhưng nhớ mang theo 5 tỷ. Người đàn ông hừ một tiếng, rõ ràng không tin lời Ngô Bình mà bỏ đi luôn. Ngô Bình mặc kệ, sau đó quay vào trong tiếp tục chữa bệnh cho các bạn nhỏ. Bây giờ, tu vi của anh đã rất cao nên việc chữa trị cũng nhanh hơn. Chưa tới 3 tiếng, anh đã chữa xong cho tất cả các trẻ ở đây. Đương nhiên có nhiều bé bị bệnh nặng thì cần thêm vài lần chữa trị nữa. Trần Hiểu Đồng vẫn đứng bên cạnh nhìn các bé bình thường trở lại, cô ấy vừa vui vừa cảm kích nói, y thuật của anh giỏi hơn lúc trước rồi. Ngô Bình cười nói, đương nhiên, tu vi của anh tăng lên rồi mà. Anh nói tiếp, Hiểu Đồng, lát anh sẽ dạy em luyện thần. Trần Hiểu Đồng gật đầu, vâng. Chương 1014, công đức nhân gian. Trước khi trời tối, Ngô Bình đã truyền cho Trần Hiểu đồng công pháp luyện thần. Khi trời vừa tối, người đàn ông kia đã xuất hiện, lần này ông ta phải nhờ người khiêng tới. Vừa đến cổng, ông ta đã quỳ xuống nói: "Cao nhân, tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi, hu hu, tôi đau quá." Thì ra, sau khi về nhà, người đàn ông đã gặp tình trạng hệt như Ngô Bình nói. Ông khó chịu tới mức chỉ muốn chết quách đi cho xong ngô bình tôi còn tưởng ông chịu được lâu hơn xem ra khả năng chịu đau của ông cũng không tốt người đàn ông bật khóc cao nhân tôi sao rồi tôi đáng chết tôi không dám động đến khu vui chơi nữa ngô bình đây là nơi cưu mang những trẻ em cơ nhỡ đến một nơi như thế này mà ông cũng không bỏ qua ông còn là người nữa không người đàn ông tự vả vào mặt rồi nói tôi sai rồi tôi không phải người xin cao nhân tha cho tôi ngô bình khu vui chơi đang cần tiền Ông hãy khuyên góp 5 tỷ. Người đàn ông méo mặt nói, tôi không có nhiều tiền như thế, cả nhà cả cửa chỉ có 3 tỷ thôi. Ngô Bình, không có thì đi vay, nhưng phải nhanh lên, ông chỉ còn 20 tiếng để gom tiền thôi. Nếu không có tiền thì ông sẽ chết rất thảm đấy. Cậu bạn, tha được cho ai thì nên tha, cậu làm vậy là quá đáng đấy. Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau người đàn ông ngô bình nhìn thì thấy có một người đàn ông trung niên mặc áo bảo đi xuyên qua đám người ông ta có tu vi khá cao chắc là đạo sĩ luyện thần học kỳ anh không nói gì mà tỏa khí tức ra khí tức của thần quân rất đáng sợ đạo sĩ im bặt rồi quỳ ngay xuống rồi run giọng nói tiểu đạo tham kiến chân quân cảnh giới của ông ta mới chỉ biết đến chân quân thôi ngô bình không giải thích mà nói ông ở núi nào đạo sĩ đáp tôi đang tu luyện ở võ đang ông là đệ tử võ đang ư không tôi chỉ tu luyện ở đó thôi ông ta vội giải thích ngô bình gật đầu đi đi đạo sĩ quay đầu đi thẳng người đàn ông quỳ dưới đất nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc ông ta đã nhờ người mời cao nhân này đến giúp nhưng sao xui thế cao nhân kia chưa làm gì ngô bình đã chạy mất rồi ngô bình có cần tôi cho ông thêm thời gian để tìm người tới giúp không người đàn ông xua tay nói không tôi sẽ đi chuẩn bị tiền ngay Ngô Bình nhìn đồng hồ rồi nói, "Trước khi trời sáng, tốt nhất ông hãy gom đủ tiền, không thì tôi cũng không cứu được ông đâu." Người đàn ông, "Vâng, tôi đi ngay ạ." À. Lần này, ông ta đã biết sự lợi hại của Ngô Bình nên không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ông ta chạy về bán hết tài sản, cầm cố cổ phần rồi mượn tiền bạn bè. Ngô Bình mặc kệ ông ta, anh ở lại khu vui chơi một đêm để tiếp tục thăm khám cho các bé. Hơn 3 giờ sáng, anh bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Lúc tu luyện, anh cảm thấy có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang tập trung quanh đây, sau đó bị võ hồn của anh hấp thu hết. Đó là sức mạnh gì? Ngô Bình lập tức khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy sức mạnh đó đang tập trung ở phía xa. Có nghĩa là nguồn năng lượng này tỏa ra từ khu vui chơi, cụ thể hơn là từ người của những em bé được anh điều trị. Đây là công đức ư? Anh chợt nghĩ tới một điều. Công đức là phần thưởng của ông trời dành cho các tu sĩ có công lao. Tu vi càng cao thì càng nhạy cảm với công đức. Thường thì chỉ có tu sĩ ở cảnh giới Đoạt Thiên hay Thiên Tiên mới cảm nhận được thôi. Chính vì thế nên tu sĩ dưới cảnh giới Tiên Quân không hề nghĩ tới luật nhân quả để thích công đức. Chờ tu vi của họ cao hơn mới nghĩ tới thì đã muộn. Ngô Bình đi quanh khu vui chơi một vòng rồi bay lên cao về hướng nguồn phát ra công đức. Anh phát hiện các lực công đức này chủ yếu ở Tỉnh Ca. Anh bay ngay đến đó, sau đó dừng trên khoảng không của một hộ nông dân anh nhìn thì nhớ gia chủ gia đình này là bệnh nhân từng được anh chữa trị. Khi đó, ông ấy bị bệnh nặng, với điều kiện y học hiện nay thì không thể chữa được, chính Ngô Bình đã dùng tài y thuật phi phạm của mình để đưa ông ấy từ cửa môn quan trở về. Thì ra bệnh nhân từng được mình cứu vẫn luôn một lòng biết ơn mình, anh vui vẻ đi tìm nguồn phát ra lực công đức khác. Lần này, anh nhìn thấy một đứa bé hơn 2 tuổi, còn có người nhà của em bé, bọn họ đều rất biết ơn anh. Nhưng Ngô Bình không biết họ, tại sao nhỉ? anh nhìn kỹ thì phát hiện thính lực của đứa bé có vấn đề, chắc đang được điều trị, quan trọng là có tiến triển tốt. anh chợt nhớ ra mình từng bảo Chu Thanh Nhiên mở quỹ từ thiện, chuyên hỗ trợ các trẻ bị khiếm thính cả trong và ngoài nước. bây giờ Ngô Bình mới hiểu về nguồn của lực công đức, nếu không có khả năng nhìn xuyên thấu thì anh không thể phát hiện ra được. anh lẩm bẩm, mình là một bác sĩ, sau này nên dành nhiều người đi chữa bệnh cứu người hơn. Anh tiếp tục tìm các nguồn lực công đức khác thì phát hiện có một phần phát ra ở tận phía Tây, anh bay lên cao thì thấy nguồn ấy xuất phát từ nước Đông Tinh. Sao người dân ở đó lại cảm kích anh nhỉ? Vì thế, anh gọi ngay cho Chu thanh niên để hỏi thăm tình hình bên đó. Cô ấy đang ngủ, nhận được điện của Ngô Bình thì nói, bọn em đã thuê rất nhiều lao động ở đây, lương của họ cao hơn trước kia nhiều, giờ họ có thể mua xe, xây nhà mới và mua quần áo mới, ai bị ốm cũng được đưa đến viện chữa trị em nghĩ đó là lý do mà người dân ở đây biết ơn anh. Ngô Bình, thanh niên, em hãy nghĩ cách giúp bên đó có nhiều cơ hội khởi nghiệp hơn. À, anh sẽ khuyên góp thêm 100 tỷ đô vào quỹ từ thiện mà em xây dựng giúp anh. Em hãy tiêu hết trong một năm cho anh, để giúp đỡ mọi người ở trong nước và nước đông tinh nữa. Chu thanh niên giật mình nói, nhiều thế ạ, à? anh không đùa chứ. Ngô Bình nghiêm túc nói, anh không đùa đâu, thanh niên, số tiền ấy với anh không là gì nhưng lại rất quan trọng với người cần nó. Chu thanh niên trầm mặc rồi nói, được, chờ em xử lý xong việc ở đây rồi về bàn thêm với anh sau. Ngô Bình ngắt máy rồi bay về Vân Đông, anh quyết định sau khi trời sáng, sẽ đến bệnh viện khám bệnh. Nhà họ Lý mở khá nhiều bệnh viện, nhưng bệnh viện tư nhân thường có chi phí khám chữa cao hơn viện công. Trường 1015, Bệnh viện Trung An Trời chưa sáng, người đàn ông kia đã đến, ông ta cầm theo một tấm chi phiếu rồi đưa cho Ngô Bình, nói đây là 5 tỷ ạ. À. Ngô Bình nhìn tờ chi phiếu rồi đưa cho người mang ra ngân hàng kiểm tra, sau đó gật đầu nói, ông đi đi, nói rồi, anh vung tay lên, người đàn ông thấy người mình cứng đờ, cảm giác đau nhức đã biến mất. Ông ta vừa ngạc nhiên vừa kinh ngạc, sau đó chắp tay rồi quay người rời đi. Giờ ông ta đang cóng trên lưng cả đống nợ, phải về cây tiền trả nợ thôi. Ngô Bình đưa 5 tỷ cho Trần Hiểu Đồng rồi nói: "Hiểu Đồng, anh hy vọng em sẽ mở rộng khu vui chơi hơn. Nếu cần tiền cứ bảo anh, anh sẽ hỗ trợ hết sức." Vân Đông có hơn 100 triệu dân, chắc chắn sẽ có nhiều trẻ cơ nhỡ, hoặc sinh ra đã bị bệnh mà không có tiền chữa, hoặc nhà nghèo quá nên điều kiện sống kham khổ, đó sẽ là các mục tiêu mà chúng ta giúp đỡ." Trần Hiểu Đồng sáng mắt lên, "Anh nói thật ạ." À? Ngô Bình gật đầu, "Thật chứ." chờ em có kinh nghiệm rồi, chúng ta sẽ mở rộng quy mô ra cả nước. Trần Hiểu Đồng mừng rỡ nói, vâng ạ. Sau đó, Ngô Bình gọi cho Lý Mai, bảo cô ấy sắp xếp với bệnh viện, hôm nay anh sẽ đến khám. Nhà họ Lý không có nhiều bệnh viện lắm, một trong số các viện khá có tiếng là Bệnh viện Trung An. Bệnh viện này có hơn 2.000 giường bệnh, hơn 30 giáo sư, bác sĩ và hơn 400 bác sĩ đang học lên, đây cũng là một bệnh viện khá có tiếng ở Nam Đô nhưng so với các viện công lập thì bệnh viện Trung An còn kém hơn nhiều, thậm chí còn không lọt top 10. Bệnh nhận đến đây chỉ là những người ở vùng lân cận. Trang thiết bị y tế kém hơn các viện khác nên Trung An đầu tư vào dịch vụ, so với thái độc phục vụ lạnh lùng của viện công thì nhân viên y tế ở đây thân thiện hơn hẳn, thêm kỹ thuật cũng khá nên cũng được đánh giá khá tốt. Viện trưởng của bệnh viện Trung An tên là Trương Sĩ Vĩ, trước từng là viện phó của một viện công. Vì trình độ tốt cùng năng lực quản lý vững nên đã được Lý Vân Đầu mời sang làm viện trưởng ở đây. Trương sĩ Vĩ đã làm việc ở Trung An được 30 năm. Ban đầu, viện chỉ có 100 giường bệnh, 10 bác sĩ làm việc trong một ngôi nhà 5 tầng. Sau 30 năm, bệnh viện đã chiếm diện tích 1.000 mẫu, hơn 1 giường bệnh, rất nhiều bác sĩ và điều dưỡng cùng trang thiết bị y tế hiện đại. Khi Trương sĩ Vĩ nhận được điện thoại của ban giám đốc thì thấy rất lạ, không biết ai mà chỉ đến viện làm việc thôi cũng phải nhờ ban giám đốc lên tiếng. Ngô Bình đến viện từ sớm, sai đó gõ cửa phòng làm viện của viện trưởng. Trương sĩ Vĩ không biết thân phận của Ngô Bình, nhưng anh là người được ban giám đốc gửi gắm nên ông ấy không dám sơ suất. chào cậu, mời ngồi. Ngô Bình không ngồi mà nói, chào ông, tôi là Ngô Bình, tiến sĩ y khoa và dược của Đại học Hoa Thanh. Tôi muốn làm việc ở viện ta một thời gian. Trương sĩ Vĩ cười nói, được thôi, ông ấy bảo thư kỳ rót nước cho ngô bình rồi hỏi bác sĩ ngô trước kia cậu công tác ở đâu ngô bình tôi làm việc ở vân đại một thời gian trương sĩ vĩ có vẻ ngạc nhiên vân đại có thực lực rất mạnh ít cũng hơn chúng an tại sao cậu lại muốn chuyển công tác đến đây ngô bình vì dạo này tôi đang công tác ở vân đông và gần viện ta nhất trương sĩ vĩ gật gù thế cậu muốn làm ở khoa nào ngô bình ngẫm nghĩ rồi nói khoa nội đi Trương Sĩ Vĩ, được, tôi sẽ sắp xếp ngay. Bác sĩ Ngô, phiền cậu đi làm thủ tục với Tiểu Lưu nhé. Ngô Bình mất hơn một tiếng để hoàn thành thủ tục, sau đó anh thay đồ rồi đến khoa nội. Cách chia khoa ở đây khá đơn giản, dưới khoa nội là khoa hô hấp, khoa huyết, huyết quản, khoa nhi. Bác sĩ làm việc tại đây đã đến rồi, nhưng đột nhiên nhận được thông báo được nghỉ phép một tuần nên lập tức vui vẻ đồng ý ngay. Bác sĩ là một nghề khá vất vả, chưa kể thời gian giao ban trực đêm, dù nhà có việc gấp vấn phải ưu tiên việc ở viện trước, mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày. Giờ bỗng dưng được nghỉ một tuần, bác sĩ kia lập tức cho cả nhà đi du lịch luôn. Ngô Bình đến phòng khám thì mới 7 giờ, nhưng ngoài hành lang đã có người xếp hàng rồi. Tài nguyên khám chữa bệnh có hạn nên các bệnh nhân thường đến sớm để xếp số. Ngô Bình mở máy tính lên để làm quen với tình hình ở đây. 7 giờ 10 phút, trợ lý của anh đến. Đó là Lỗ Diễm, một cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học, khoảng hơn 20 tuổi có ít tàn nhang trên mặt. Lỗ Diễm thấy Ngô Bình lạ mặt nên hỏi, "Chào bác sĩ, hôm nay anh khám ạ?" À? Ngô Bình cười đáp, "Ừm, um, chào cô, tôi là Ngô Bình." Lỗ Diễm giơ tay nói, "Chào bác sĩ Ngô, em là Lỗ Diễm trợ lý của anh ạ." À. Ngô Bình, "Ừ, cho bệnh nhân vào đi." Lỗ Diễm ngẩn ra thì thấy mới hơn 7 giờ mà đã bắt đầu làm việc rồi ư? Ừ. Thường thì các bác sĩ hay đến muộn hơn bác sĩ ngô này kính nghiệp quá. Cô ấy gật đầu rồi ra gọi bệnh nhân, sau đó đã có một ông cụ đi vào, nói là bụng khó chịu, đau cả đêm. Thường thì các bác sĩ sẽ hỏi rồi mới khám, sau đó xem có cần kiểm tra chuyên sâu không. Cứ thế, quy trình này khiến bệnh nhân phải ở viện cả ngày, thậm chí là vài ngày. Nhưng Ngô Bình không phải bác sĩ bình thường, anh ấn vào bụng của ông cụ vài cái, sau đó bắt mạch rồi nói, ông ơi, ông chỉ bị lồng ruột thôi, cháu ấn mấy cái là đỡ ngay. Ông cụ hỏi: "Bác sĩ, không cần kiểm tra." Ngô Bình: "Không, giờ ông nằm xuống đây." Ông cụ nằm xuống, Ngô Bình ấn vào bụng ông ấy mấy cái, tình trạng đau nhức giảm ngay, sau đó anh kê thuốc cho ông cụ. Ông cụ thấy không còn đau nữa thì vừa nể phục vừa cảm kích Ngô Bình nên luôn miệng nói cảm ơn. Hóa đơn thuốc của ông ấy cũng chỉ hết 25 đồng. Lỗ Diễm ngẩn ra, sau đó nói nhỏ với Ngô Bình: "Bác sĩ Ngô, anh siêu thế." Ấn có mấy cái mà bệnh nhân khỏi luôn rồi, anh dùng chiêu thức gì thế? Ngô Bình, bao giờ rảnh, tôi dạy cho. Lỗ Diễm mừng rỡ, cảm ơn bác sĩ. Bệnh nhân thứ hai là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, da rẻ vàng vọt, mắt buồn, nói là dạo này không thiết ăn uống, tâm trạng không tốt, thường hay nổi cáu. Ngô Bình bắt mạch rồi quan sát lưỡi, nói, "Mật nóng, có phải dạo này cô hay gặp chuyện bực mình không?" Chương 1016, Thần y khoa ngoại Ngô Bình người phụ nữ gật đầu đúng vậy chồng tôi gây tai nạn giao thông đụng chúng khiến người ta bị thương nên giờ đang bị giam giữ ngô bình không cần quá lo lắng nếu đụng chúng thì chữa cho người ta là được việc còn lại bảo hiểm sẽ lo người phụ nữ rơi nước mắt bảo hiểm tai nạn giao thông của chồng tôi hết hạn rồi vẫn chưa kịp nộp tiền gia hạn nên giờ chúng tôi không có bảo hiểm ngô bình thấy người phụ nữ này mặc quần áo cỗ nát gia cảnh xem ra cũng không khá giả gì anh hỏi tiếp, nhà chị được mấy cháu? Người phụ nữ, đứa lớn học tiểu học, đứa nhỏ 14 tuổi đang học mẫu giáo. Chồng tôi lái xe tải, mỗi tháng lương 7.000 tệ mà còn phải trả góp tiền nhà. Nhà tôi quả thực không đủ tiền chữa trị cho người ta. Nói rồi người phụ nữ khóc nức lên, người phụ nữ không giống tới khám bệnh mà giống tới kể khổ hơn. Ngô Bình, không cần lo lắng, chị đưa người bị thương đến chỗ tôi. Tôi sẽ chữa cho, không thu phí. Người phụ nữ sững sờ, đáp cậu chữa được thật sao? Người đó đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân nguy kịch, mỗi ngày nằm phòng đó mất hơn 10.000 tệ. Yên tâm đi, bệnh có nặng hơn tôi cũng chữa được, chị chỉ cần đưa người bệnh tới đây. Người phụ nữ mừng rỡ đáp, cảm ơn bác sĩ, bác sĩ quả là người tốt. Ngô Bình kê một ít thuốc, người phụ nữ kia mừng rỡ rời khỏi đó. Lỗ Diễm lại thêm kinh ngạc, bác sĩ Ngô này không sợ rắc rối sao? chữa bệnh miễn phí cho người bị nặng như vậy. Việc này, mỗi người bệnh từng được ngô bình chữa cho đều biết rõ mình đang mắc bệnh gì, làm theo phương pháp anh dặn sau đó thì đa số có hiệu quả tức thì. Có một số người bệnh cố tái lại cũng được anh chỉ cho phương án điều trị. Chỉ trong khoảng 3 đến 4 phút là Ngô Bình thăm khám xong một bệnh nhân. Mà mỗi bệnh nhân sau khi được chữa xong, ra khỏi phòng bệnh đều vô cùng mừng rỡ, gieo lên mấy câu kiểu như may mà gặp được thần y bệnh nhân thì khá mê tín nên vừa nghe tin ở khoa nội có thần y thì đến cả bệnh nhân khoa ngoại, khoa nhi cũng ùn ủn, ủn kéo tới. Trong một tiếng, Ngô Bình thăm khám được cho khoảng hai ba chục người. Dân ra, trước cửa phòng khám của anh người xếp hàng đông như chảy hội. Đặc biệt là bệnh nhân của mấy phòng khám bên cạnh cũng nhiệt tình bon chen vào hàng ngũ này. Hơn 9 giờ, một bác sĩ nam chừng 40 tuổi ở phòng khám bên cạnh không thấy một bệnh nhân nào tới chỗ mình. Ông ta cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi trợ lý của mình, bệnh nhân đâu hết rồi? Hôm nay ít người tới vậy sao? Trợ lý kia đi ra ngoài một chuyến, sau khi quay lại thì kinh ngạc nói, bác sĩ Triệu, bác sĩ mau ra đây xem. Bác sĩ Triệu ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Trợ lý, bác sĩ Ngô mới tới xem bệnh vừa nhanh vừa chuẩn nên các bệnh nhân đều tới chỗ anh ấy rồi. Bác sĩ Triệu vô cùng bất ngờ, vừa nhanh vừa chuẩn sao? Nói bậy, những bệnh phức tạp thì đều phải dùng thiết bị quan sát, làm sao mà làm nhanh làm vội được. Trợ lý đáp, bác sĩ Triệu, bác sĩ đi thử là biết ngay thôi. Bác sĩ Hầu, bác sĩ Lục và cả chủ nhiệm Lưu đều sang xem anh ấy thăm khám cho bệnh nhân. Cái gì, đều tới chỗ bác sĩ Ngô xem, bác sĩ Triệu vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc, cũng chạy ra ngoài xem thực hư thế nào. Trong phòng khám của Ngô Bình xuất hiện một cảnh tượng kỳ diệu. Một đám bác sĩ và chủ nhiệm khoa, bác sĩ điều trị chính đều chạy tới xem bác sĩ mới thăm khám cho bệnh nhân. Tốc độ khám bệnh của Ngô Bình rất nhanh, hơn nữa còn rất chuẩn. Nếu các bác sĩ xung quanh có câu hỏi gì anh cũng nhiệt tình hướng dẫn. Đột nhiên, chủ nhiệm khoa Nội như nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc hô lên, "Tôi nhớ ra rồi, cậu là bác sĩ hàng đầu về ngoại khoa trên cả nước." Một thời gian trước cậu đã phát trực tiếp video phẫu thuật, chính là bác sĩ có bàn tay vàng, Ngô Thần y đó sao? Ngô Thần y là biệt danh mà những người đã xem video phẫu thuật của Ngô Bình đặt cho anh ai cũng thấy y thuật của anh chẳng khác nào thần tiên dáng thế. Bác sĩ kia nhắc lại khiến mọi người đều nhớ ra, thi nhau reo lên, đúng rồi, đúng rồi, là ngô thần y đó. Ngô thần y đến bệnh viện của chúng ta rồi. Ngô Bình cười đáp, các vị, xin lỗi hiện giờ tôi không có thời gian trò chuyện. Lát nữa tan làm tôi mời mọi người đi ăn nhé. Các bác sĩ kia cười đáp, ngô thần y, chúng tôi đều biết cậu là bác sĩ khoa ngoại số 1, chỉ không thể ngờ khoa nội cậu cũng giỏi thế này. Xem cậu Trần bệnh mà chúng tôi phục sát đất, một từ thôi, đỉnh." Một bác sĩ chủ nhiệm nói, "Tôi từng học về y học cổ truyền, thấy cách chữa bệnh của bác sĩ Ngô có chút tương đồng nhưng cũng hoàn toàn không phải y cổ truyền mà tiến bộ hơn nhiều." Người này hiểu biết khá rộng nên đưa ra phán đoán. Ngô Bình đáp, "Hiểu như anh cũng không sai, y thuật của tôi thực sự tiến bộ hơn so với y học nước nhà hiện nay." "Thế này đi, có thời gian tôi sẽ mở một lớp học. Nếu mọi người có hứng thú hãy đến tham gia." Các bác sĩ nghe Ngô Bình nói sẽ mở lớp thì ai nấy gật đầu như bổ củi. Có người nói, hay lắm, dù có phải nhịn cơm tối tôi cũng phải đến nghe bằng được. Không lâu sau, Trương Sĩ Vĩ cũng nhận được tin tức. Cô thư ký vội vã chạy vào văn phòng, báo, "Viện trưởng, có chuyện lớn rồi." Trương Sĩ Vĩ ngạc nhiên hỏi ngay, "Xảy ra sự cố gì sao?" Thư ký thở dốc, xua tay đáp, "Không phải không phải, Ngô thần y đã đến viện chúng ta." Ngô thần y nào, ông ấy cau mày hỏi. Cô thư ký thở không ra hơi, đáp viện trưởng, chính là bác sĩ số một khoa ngoại từng đăng video phẫu thuật lên mạng rồi nổi tiếng toàn cầu. Là ngô thần y đó. Trương sĩ vĩ xứng lại vài giây, sau đó mới phản ứng lại. Ông ấy đập bàn đánh bốp một cái rồi reo lên, chẳng trách trông quen đến vậy, hóa ra là cậu ấy. Mau nói đi, ngô bình có chuyện gì? Thư ký, ngô thần y chẩn đoán và khám bệnh cực nhanh các bác sĩ khoa nội cũng đi xem anh ấy khám bệnh để học hỏi hơn nữa bệnh nhân từ các khoa khác nghe tin cũng ùn ùn kéo tới chỗ anh ấy tôi phải bảo bảo vệ tới đó để giữ trật tự trương sĩ vĩ nghĩ ngợi một lát rồi nói lập tức đi dán thông báo nói ngô thần y mỗi ngày sẽ khám bệnh ở phòng khám bảo bệnh nhân ngày mai lại tới cô thư ký gật đầu vâng tôi lập tức đi làm ngay sau khi cô thư ký đi khỏi trương sĩ vĩ đột nhiên mỉm cười ông ấy có linh cảm bệnh viện của mình sắp nổi tiếng rồi. Trương sĩ Vĩ đi lại vài vòng, suy nghĩ một lát rồi gọi trợ lý tới, nói, lập tức mở tài khoản trên các diễn đàn, các trang phát trực tiếp cho tôi. Bệnh viện chúng an ta sẽ Livestream phát sóng trực tiếp, mau lên. Trương sĩ Vĩ cất công thành lập một tổ phát sóng trực tiếp. Có người chuyên phụ trách quay hình, có người chuyên thuyết minh, có người trả lời bình luận. Ngô Bình tập trung thăm khám nên cũng không để ý đến mấy chuyện này. Đến hơn 10 giờ anh thấy có người mang mười mấy chiếc điện thoại đi vào phòng rồi viện trưởng cũng đi vào. Anh định đứng dậy chào hỏi thì trương sĩ vĩ vội vã xua tay nói, ngô thần y cứ tiếp tục làm việc đi, tôi chỉ đến xem thôi. Lúc này, từ đằng sau ngô bình đột nhiên một cô gái xinh đẹp ngọt ngào bước về phía máy quay, cười nói, chào cả nhà, tôi là MC chương trình phát sóng trực tiếp hôm nay, an an. Vị này chính là ngô thần y của chúng tôi, các bạn khán giả thân mến, đặc biệt là các bác sĩ ngoại khoa đang xem chương trình này chắc chắn đều biết về video phẫu thuật gây chấn động toàn cầu của ngô thần y cũng nhờ video đó mà anh ấy được đặt cho biệt danh là bác sĩ số một khoa ngoại ngô bình thầm nghĩ mấy người này đang làm trò gì không biết anh nhìn họ một cái rồi mặc kệ tiếp tục làm việc của mình nhưng mọi người vẫn chưa hiểu hết về ngô thần y rồi anh ấy không chỉ là bác sĩ khoa ngoại số một mà chẩn đoán nội khoa cũng phải gọi là thần sầu mọi người có nhìn rõ không? Ở cửa phòng trần đoán khoa nội bệnh viện Trung An chúng tôi, các bệnh nhân đang xếp hàng rất dài chờ đến lượt. Cô MC An An đi ra ngoài cửa, chọn một bác trai chừng 50 tuổi để phỏng vấn. Bác ơi, bác đã lấy số khám bệnh chưa? Bác trai tét miệng cười để lộ mấy cái răng rồi nói, tôi lấy số rồi. Bác đang điều trị tại khoa nào vậy? Cô MC hỏi. Bác trai đáp, tôi vốn khám bệnh ở khoa gia liễu nhưng nghe đồng nghiệp của tôi nói ở đây có một bác sĩ gọi là ngô thần y, chữa bệnh cực kỳ cao tay. Hơn nữa, chi phí điều trị vô cùng hợp lý. Nghe vậy nên tôi lập tức tới đây, mong được ngô thần y khám cho. An An cười đáp, xem ra bác trai cực kỳ tín nhiệm ngô thần y. Đương nhiên rồi, phía trước đã có hơn trăm người được thăm khám, hiệu quả đều cực kỳ tốt. Ví dụ như chị em của vợ tôi nhiều năm mắc bệnh phụ khoa mà ngô thần y trần bệnh chính xác rồi kê đơn thuốc cho. Cậu ấy nói uống 3 lần thuốc là khỏi. chương 1017, khám bệnh trên sóng Livestream. Sau khi MC phỏng vấn xong hai trong số những bệnh nhân đang xếp hàng chờ thì vừa hay có một bác gái lớn tuổi bước ra khỏi phòng khám. An An vội vã phỏng vấn, bác gái, bác cảm thấy thế nào sau khi được ngô thần y điều trị cho? Bác gái chừng ngoài 50 tuổi, cười đáp, ngô thần y quả thực lợi hại, không cần kiểm tra mà chỉ cần hỏi bác vài câu là biết bác bị đau lưng. Cái lưng của bác cứ thay đổi thời tiết là đau ghê gớm, hành hạ bác mười mấy năm nay rồi. Bác nào uống thuốc, nào châm cứu, mát xa nhưng đều vô ích. Thế rồi cháu biết sao không? An An hùa theo, rồi sao nữa hả bác? Bác gái cười đáp, ngô thần y châm cứu cho bác một lát là bác hết đau luôn. Cậu ấy còn kê thuốc cho bác, nói cứ uống ba ngày là có lẽ sẽ khỏi an an cố tình hỏi bác gái ngô thần y nói có lẽ sẽ khỏi là do không chắc chắn được sao bác gái nghe xong đột nhiên sụ mặt xuống đáp cô gái trẻ cháu không hiểu rồi làm bác sĩ thì đâu thể lúc nào cũng khẳng định chắc nịch thế được phải để lại đường lui chứ an an mỉm cười đáp cháu hiểu rồi bác gái cháu chúc bác chóng khỏe sau đó ống kính lại quay về phía ngô bình ngô bình lúc này đang khám bệnh cho một cụ già lúc này gương mặt anh đầy vẻ kính nể vì bệnh nhân này là một quân nhân. Ông ấy đã từng cứu hàng chục đồng đội ra khỏi đống thây người trên chiến trận. Ông ấy cũng từng chiến đấu trên chiến trường đầy khói lửa, đánh úp quân địch từ phía sau để giải vây cho quân chủ lực. Ông ấy từng dẫn đầu 100 chiến sĩ giữ trận địa quân ta suốt 3 ngày 3 đêm, đến sau cùng chỉ còn 3 người sống sót trở về. Ông cụ cởi chiếc áo bên ngoài ra, trên người toàn là sẹo chẳng chịt, có vết to có vết nhỏ có mấy vết sẹo khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, không nỡ nhìn thẳng vào. Ông cụ này đã gần 90, nhưng vẫn khá minh mẫn. Ông ấy cười nói, chàng trai trẻ, y thuật của cậu giỏi thật đấy. Hai, nếu những đồng đội của tôi khi xưa được cậu chữa cho thì không chừng có thể sống tiếp được. Nhắc tới đồng đội, khóe mắt ông ấy rưng rưng liền vội lấy vạt áo lau nước mắt. Ngô Bình đáp, cháu rất tiếc vì không thể cứu chữa cho họ. Nhưng ông yên tâm, vết thương của ông cháu sẽ chữa khỏi mới thôi. Ông cụ chỉ vào đầu, nói trong đầu tôi có một mảnh đạn, năm xưa y học chưa phát triển nên không lấy ra được. Giờ ngày nào nó cũng đau, đến nỗi tôi không thể ngủ nổi, chỉ đành uống thuốc giảm đau để chống chọi. Nhưng uống nhiều quá, giờ đến thuốc cũng nhờn. Chàng trai trẻ, các bác sĩ nói muốn lấy nó ra phải phẫu thuật não, có đúng vậy không? Ngô Bình sớm đã quan sát ông cụ này. Đâu phải chỉ có một mảnh đạn ở đâu mà có hai mảnh ở đâu, một mảnh ở chân, một mảnh ở phổi. Có thể nói ông cụ sống được đến giờ này đích thị là kỳ tích. Ngô Bình cười đáp, "Ông ơi, cháu bảo họ đi chuẩn bị phòng phẫu thuật. Lát nữa cháu sẽ đích thân phẫu thuật cho ông có được không?" Ông cụ gật đầu đáp, "Được, chàng trai trẻ, cảm ơn cậu." Ông cụ được người nhà đưa vào phòng phẫu thuật, ở cửa phòng bệnh mọi người nhao nhao cả lên. Người phụ nữ có chồng gây tai nạn khiến người khác bị thương cũng đã quay lại Người phụ nữ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nói: "Mô thần y, tôi đã đưa người bị thương tới rồi. Giờ đang ở tầng 1, cậu có thể giúp tôi chữa trị được không?" Ngô Bình gật đầu, nói với trợ lý: "Cô đi sắp xếp phòng phẫu thuật đi, xong xuôi thì gọi tôi." Lỗ Diễm gật đầu rồi đi cùng người phụ nữ. Người bệnh tiếp theo là một cô bé, có lẽ chỉ khoảng 4-5 tuổi gì đó. Cô bé này trông rất đáng yêu, yên lặng không gây tiếng ồn một cô gái ngoài hai mươi ôm cô bé kia trong lòng vẻ mặt buồn bã ngô bình mỉm cười hỏi cô bé cô bạn nhỏ con tên là gì cô bé vẫn im lặng không nói mẹ cô bé khẽ thở dài nói bác sĩ đây là con gái tôi năm nay nó đã bốn tuổi rưỡi khoảng một năm trước nó gặp phải một cú sốc khiến nó vô cùng sợ hãi từ đó đến nay nó không nói năng gì nữa đêm đi ngủ thì nó phải bật đèn khi ngủ rất dễ giật mình tỉnh dậy giữa chừng có lúc tỉnh dậy rồi khóc rất to. Cô MC An An nãy giờ không nói gì, ống kính máy quay hoàn toàn tập trung vào Mô Bình và cô bé đáng yêu kia. Số lượng người xem chương trình phát trực tiếp càng lúc càng đông. Trên một số diễn đàn, lượng người xem đã vượt quá 100.000, còn rất nhiều người để lại bình luận. Mô thần y quá lợi hại, lại đẹp trai nữa. Cô bé đáng yêu quá, hy vọng thần y có thể chữa cho cô bé. Bệnh này khó chữa đây, là bệnh về tâm lý mà ngô bình hỏi người mẹ thêm vài câu rồi quan sát cô bé thật kỹ sau đó anh mỉm cười nói với cô bé cô bạn nhỏ con hát cùng chú một bài hát thiếu nhi được không nếu con không muốn hát thì cứ vỗ tay cùng chú là được cô bé không phản ứng gì chỉ bình thản nhìn ngô bình ngô bình vỗ tay rồi bắt đầu hát trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất con yêu được mẹ nâng niu như viên ngọc quý hát hò chỉ là cái vỏ thực ra ngô bình đang niệm một loại chú anh để ý cô bé này từng gặp cú sốc tinh thần nên mới tự nhốt mình lại, tự xây một bức tường cao, không giao lưu với mọi người. Thực tế, cô bé đang sống trong một thế giới tinh thần vô cùng cô độc. Cô bé thực ra cũng muốn giao lưu với mọi người nhưng lại không thể thoát ra khỏi thế giới do chính mình tạo nên. Tình trạng này là chứng bệnh trầm cảm điển hình, chữa trị cũng không khó. Lúc này, thế giới tinh thần của cô bé vô cùng nhỏ hẹp, xung quanh đều là những bức tường trắng toát ý thức của cô bé đang nấp trong đó cô bé cô đơn không chỗ dựa vô cùng đáng thương đột nhiên cô bé nghe thấy một bài hát lại thêm vài âm thanh kỳ lạ nhưng những âm thanh này lại khiến cô bé cảm giác rất an tâm dần dần những bức tường xung quanh dần biến mất phía trước cô bé là một luồng sáng sau đó cô bé nhìn thấy một chú rất đẹp trai chính là ngô bình đang đứng vỗ tay và hát cô bé cũng vỗ tay theo trên gương mặt nở nụ cười hồn nhiên sau đó dần dần cô bé bắt đầu hát theo. Trên màn hình Livestream đột nhiên hiện lên đầy bình luận, ai nấy đều kinh ngạc. Má ơi, thần kỳ như vậy sao? Hát một bài hát mà đã chữa được bệnh cho thiên thần nhỏ rồi sao? Đỉnh của đỉnh, đúng là thần y rồi, ngô thần y ơi là ngô thần y. Không thể nào, hát có thể chữa bệnh, giải thích như thế nào dưới góc nhìn khoa học. Các người chẳng biết gì cả, đây gọi là trị liệu bằng phương pháp tâm lý hát hò chỉ là vỏ bọc thôi, còn phương pháp thực sự mọi người không thể nhìn thấy, cũng có vài người hiểu nhiều biết rộng đã nhận ra một vài manh mối. Mẹ của cô bé mừng đến rơi nước mắt, cô ấy đột nhiên quỳ sụp xuống sàn dập đầu nói, cảm ơn thần y, đúng là bồ tát sống. Là thần tiên hạ phàm, hu hu, nói rồi lại hòa lên khóc to hơn. Hơn một năm nay, cô gái này đi chữa trị khắp nơi, từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây nhưng cũng không chữa được. Đến nỗi, người mẹ này đã sắp tuyệt vọng, thế nhưng không ngờ chỉ trong một phút ngắn ngủi Ngô Bình đã chữa được cho cô bé. Người làm mẹ thấy vậy sao có thể không vui, không cảm động cơ chứ? Các bác sĩ đang quan sát xung quanh cũng mắt chữ O miệng chữ A, nhưng họ không thể thể hiện sự kinh ngạc đó trên sóng truyền hình nên chỉ đành trao đổi qua ánh mắt. An An kinh ngạc thốt lên, thần y lợi hại quá. Chỉ dùng một bài hát thiếu nhi quen thuộc mà ai cũng biết là đã chữa khỏi cho thiên thần nhỏ. Tiếp đó, là một cậu học sinh cấp 3 vốn là bệnh nhân khoa mắt, năm nay 17 tuổi. Mắt trái của cậu bị lát sang trái nặng. Cậu bé này vốn có ngoại hình khá đẹp trai nhưng tại đôi mắt này mà làm hỏng hết cả ngoại hình và khí chất của cậu. Cậu bé nói rất nhỏ, ngô thần y, mắt của em có chữa được không? Ngô Bình bảo cậu lại gần rồi quan sát vài giây. Sau đó anh hỏi, mắt của em không phải bị bẩm sinh như vậy đúng không? Cậu học sinh gật đầu, vâng, năm em 7 tuổi thì mắt bị thương, cứ nhìn thẳng là lại đau. Dần dần, em chỉ có thể nhìn sang bên cạnh, sau cùng thì mắt thành ra thế này. Ngô Bình gật đầu, chữa được. Anh lấy cái hộp bên cạnh, lấy ra ba cây kim châm châm cứu cho cậu học sinh. Sau đó cậu đột nhiên kêu lên á một tiếng như thể rất đau đớn. Nhưng thần kỳ là sau khi kêu lên một tiếng thì mắt cậu trở lại bình thường, có thể nhìn về phía trước. Trường 1018, thần y trần bệnh. Ngô Bình mỉm cười rồi châm thêm vài châm nữa. Sau đó anh nói, các cơ và dây chằng trong nhãn cầu của em giờ đã có thể kéo căng được rồi. Về nhà hãy chăm chỉ tập luyện xoay con ngươi từ trái sang phải, mỗi ngày 300 lần. Anh sẽ kê thêm cho em một đơn thuốc về uống một tuần. An An cười nói, trai đẹp, mắt của em khỏi rồi này, em nhìn đi. Nói rồi An An lấy gương trang điểm đưa cho cậu học sinh. Cậu bé vừa nhìn vào gương là mừng đến nỗi nhảy cẫng lên, em khỏi rồi này. Bác sĩ Ngô, cảm ơn anh." Sau đó cậu bé cúi gập người 90 độ, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Chẳng ai biết vì con mắt đó mà cậu đã bị biết bao người trêu chọc, chế giễu. Từ đó mà cậu tự ti biết bao năm trời, đến cô bạn mình thích cũng không dám theo đuổi. Nhưng giờ thì không sao rồi, cậu sẽ không còn là kẻ lập dị trong mắt những bạn bè khác nữa. Ngô Bình vỗ vai cậu bé, nói, "Về nhà chăm chỉ học tập, phải đỗ đại học đấy nhé." cậu học sinh vừa đi khỏi thì trên màn hình Livestream lại nhảy lên một đống bình luận. Đúng là thần thánh, trước đây tôi nghĩ chỉ là lời đồn, thật không ngờ thần y thực sự tồn tại như vậy. Ngày mai tôi lập tức đưa mẹ đi Vân Đông, mắt bà ấy có hy vọng chữa khỏi rồi. Giỏi quá, cậu học sinh chỉ tốn có ba tệ đã chữa khỏi mắt rồi. Nếu là trị liệu ở chỗ khác chắc cũng phải tốn mấy chục nghìn tệ rồi đấy nhỉ. Mấy chục nghìn tệ là đương nhiên, nhưng cũng chưa chắc đã chữa khỏi nếu không thì chắc cậu bé cũng chẳng chạy đến tận đây đâu lúc này lỗ diễm quay lại hỏi bác sĩ ngô bệnh nhân đã được đẩy vào phòng phẫu thuật ngô bình gật đầu tôi sẽ sang ngay anh bảo lỗ diễm giữ lại thứ tự thăm khám cho bệnh nhân sau đó đi vào phòng phẫu thuật mọi người lo lắng sợ ngô bình sẽ không quay lại phòng khám nữa lỗ diễm vội nói bác sĩ ngô phải đi chữa cho một bệnh nhân rất nặng nhưng anh ấy sẽ sớm quay lại mọi người hãy chờ một chút Ngô Bình vừa đi khỏi thì tất cả các bác sĩ và cả tổ phát sóng cũng theo sau ngay. Phòng khám bên trong đã không còn một bóng người. Trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ vội vã thay quần áo vô trùng rồi vào trong xem Ngô Bình chữa cho bệnh nhân kia. Viện trưởng Trương Sĩ Vĩ cũng cho An An vào trong để tường thuật trực tiếp cuộc phẫu thuật. Sau khi làm xong các bước sát khuẩn thì đã là 10 phút sau. Ngô Bình nhìn bệnh nhân trên bàn mổ, người này bị xe đụng gây chấn thương nghiêm trọng, xương sườn và chân trái bị gãy xuất huyết nội tạng, não bị chấn động mạnh, cục máu đông vẫn chưa được xử lý. Ngô Bình xử lý cục máu đông ở não bệnh nhân trước. Anh lấy kim châm vào đầu bệnh nhân để giảm áp lực cho đại não, đồng thời để máu nén bên trong chảy ra ngoài. Sau đó anh phẫu thuật mạch máu bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu để xử lý triệt để cục máu đông. Sau đó, anh lại thực hiện kỹ thuật dùng tay giữ phần xương gãy rồi băng bó và cố định bên ngoài xương chân cho bệnh nhân các bác sĩ khác thấy cảnh này thì ai nấy sững sờ đến ngơ cả người chưa tới nửa tiếng sau ngô bình đi ra khỏi phòng mổ người phụ nữ có chồng gây tai nạn nghe nói người bệnh đã qua cơn nguy kịch thì quỳ sụp xuống đất ân nhân đa tạ ân nhân cậu đã cứu cả nhà chúng tôi người phụ nữ này vốn đã mắc chứng trầm cảm nhẹ nay chồng chị ta lại gây họa lớn thế này nên chị ta thậm chí đã nghĩ tới việc tự vẫn nhưng nhờ có ngô bình mà gia đình chị ta đã vượt qua kiếp nạn này ngô bình đáp bệnh nhân vẫn phải ở lại bệnh viện điều trị một thời gian tôi sẽ giúp chị trả toàn bộ viện phí nên chị không cần lo lắng hả bệnh viện không thu tiền sao lại còn chịu toàn bộ chi phí chuyện gì thế này an an vội vã chạy tới phỏng vấn người phụ nữ người phụ nữ kể lại đầy đủ đầu đuôi sự việc thậm chí còn nhắc đến việc có ý định tự sát nhưng rồi được ngô bình cứu sống ra sao mọi người nghe xong đều hiểu ra nếu không nhờ có ngô bình thì người phụ nữ đã tự vẫn cả gia đình này cũng tan nát. Những đứa trẻ không còn bố mẹ, không biết tương lai sẽ khổ sở thế nào. Còn chồng chị ta thì cả đời cũng không chờ mình nổi bởi nếu không có tiền bồi thường thì sẽ phải ngồi tù. Thần y này không chỉ y thuật như thần mà còn có tấm lòng Bồ Tát. Hai, nếu tất cả bác sĩ trên đời đều như vậy thì tốt biết bao. Viện trưởng lập tức nói, bác sĩ ngô của chúng tôi là một bác sĩ rất tốt, nhưng chúng tôi không thể để cậu ấy chi trả toàn bộ viện phí cho bệnh nhân, Tôi tuyên bố bệnh viện Trung An chúng tôi sẽ chữa trị miễn phí cho bệnh nhân này. Thậm chí cả chi phí thuốc dùng sau này, phí kiểm tra, phí hộ lý đều do bệnh viện chi trả. Việc này cũng phù hợp với tôn chỉ của chúng tôi, không lấy tiền bạc làm trọng mà lấy sức khỏe nhân dân làm trọng. Chúng tôi sẵn sàng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng. Làm phẫu thuật xong, Ngô Bình quay lại phòng khám bệnh. Cùng với các công tác tuyên truyền quảng cáo, số người xem lúc này đã lên tới 30 triệu người có vài diễn đàn còn cho phép kiếm tiền từ video trực tiếp này. Mà số tiền nhận được, toàn bộ sẽ gửi cho Ngô Bình để thể hiện sự kính trọng với anh. Bạn bè hồi nhỏ, bạn cùng lớp cũ, còn cả họ hàng người thân có không ít người đã xem được video. Cậu thiếu niên bình thường năm xưa sao lại thành thần y thế này? Vào lúc chương trình phát sóng của Ngô Bình đang rất hot thì các lãnh đạo trường Đại học Hoa Thanh cũng đã nhận ra thần y trên sóng Livestream chính là sinh viên tốt nghiệp trường họ hiệu trưởng nhà trường lập tức gọi điện cho viện trưởng, nhờ viện trưởng liên lạc với Ngô Bình rồi phong cho anh chức giáo sư cấp 2. Giáo sư Đại học Hoa Thanh được chia làm 4 cấp, cao nhất là cấp 1, tương đương với cả một tỉnh. Giáo sư cấp 2 tương đương với phó tỉnh, số lượng giáo sư như vậy ở Đại học Hoa Thanh cũng không nhiều. Bình thường mà nói, chỉ có các bác sĩ đầu ngành mới được phong hàm giáo sư này. Còn giáo sư cấp 1 là những người có cống hiến đặc biệt to lớn trong một lĩnh vực nào đó, hoặc là lãnh đạo nòng cốt của nhà trường. Ngô Bình bận khám bệnh, không có thời gian nghe điện thoại nên lỗ diễm là người bắt máy. Lỗ diễm nghe tin người gọi tới là người của Đại học Hoa Thanh thì vội nói, "Vâng vâng, bác sĩ Ngô hiện đang khám bệnh." "Ồ, nhà trường muốn mời anh ấy làm giáo sư cấp hai sao?" "Được được, tôi nhất định sẽ chuyển lời." Sau khi cúp điện thoại, lỗ diễm vui mừng nói, "Bác sĩ Ngô, Đại học Hoa Thanh gọi điện tới." Ngô Bình đã nghe thấy từ nãy rồi, anh Bình thản đáp, nếu họ còn gọi thì cứ từ chối đi, nói tôi không có thời gian. MC An An lập tức nắm bắt khoảnh khắc này, cười nói, xem ra ngô thần y của chúng ta chẳng hề coi trọng danh lợi, chỉ lấy việc cứu người làm niềm vui. Theo tôi được biết, giáo sư cấp 2 của Đại học Hoa Thanh đều là các nhà khoa học nổi danh trong nước, mức lương hàng năm lên tới hàng triệu tệ, còn có cơ hội được tiền thưởng từ hội nghiên cứu khoa học của nhà nước độ hot của Ngô Bình lại càng tăng lên vùn vụt. Có nhiều người trước đây chẳng thân thiết với anh cũng lên mạng nhận người quen rồi kể lể mình và Ngô Bình quen biết ra sao. Có điều, mọi người cũng nhanh chóng phát hiện có rất nhiều mạnh thường quân đã đóng góp cho thần y Ngô Bình. Đến chiều khi tan ca, số tiền được quyên tặng cho Ngô Bình đã lên tới 50 triệu tệ. Ngô Bình không hứng thú với số tiền này nên giao luôn cho bệnh viện xử lý. Trương Sĩ Vĩ quyết định lấy tiền đó để thành lập một quỹ từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân không có tiền chữa bệnh. Sau khi hết giờ làm, Trương Sĩ Vĩ mời Ngô Bình đến một phòng họp. Trong phòng, các cán bộ cốt cán của bệnh viện đều có mặt, tất cả khoảng mấy chục người. Họ đến từ các khoa khác nhau. Ngô Bình vừa bước vào, mọi người lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Trương Sĩ Vĩ cười nói, bác sĩ Ngô, chúng tôi muốn mở một cuộc họp nhỏ. Mong là không làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của cậu. Ngô Bình cũng không nguyệt lắm, anh đáp, không sao. Viện trưởng có việc gì vậy? chương 1019, khám bệnh phụ khoa. Trương sĩ Vĩ đáp, bác sĩ Ngô, chúng tôi đều cảm thấy y thuật của cậu rất đặc biệt. Tôi có một suy nghĩ thế này, mong cậu nếu có thời gian, hãy giúp chúng tôi bồi dưỡng các bác sĩ ở đây. Nói rồi, ông ấy chỉ vào các bác sĩ đang ngồi, họ cũng giống như cậu, đều tốt nghiệp đại học danh tiếng. Hơn nữa, họ cũng có kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Tuổi tác của họ cũng chưa quá 45 nên vẫn còn khả năng học tập rất tốt. Bác sĩ Ngô, tôi hy vọng cậu có thể bồi dưỡng họ trở thành bác sĩ giỏi hơn. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát rồi đáp, "Việc này xin hãy cho tôi thời gian suy nghĩ." Anh không định ở lại Vân Đông lâu nên chỉ sợ không có thời gian dạy họ. Trương sĩ vĩ đáp, "Bác sĩ Ngô, mỗi khoa cậu hãy ở lại một thời gian để chỉ dạy cho họ. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ không để cậu làm không công." cậu tới khoa nào thì thu nhập của khoa đó trong thời gian đó sẽ là của cậu. Ngô Bình Hạn hán lời, bệnh viện này vốn đã là của nhà họ Lý, như này khác nào anh tự lấy tiền của nhà mình. Anh đáp, cái đó thì không cần, tôi không dám đảm bảo mình sẽ dạy tốt, cũng không dám đảm bảo mình dạy được bao nhiêu người. Còn nữa, dạy cho ai sẽ do tôi quyết định, hơn nữa chỉ dạy cán bộ cốt cán của viện ta thì không đủ. Ngày mai ông hãy thông báo giúp tôi, tôi sẽ mở một lớp bồi dưỡng, nhưng bác sĩ ở viện khác cũng có thể đến học tập. Trương sĩ Vĩ mắt sáng rỡ, cảm thấy đề nghị của Ngô Bình còn tốt hơn suy nghĩ của mình ban đầu. Ông ấy vội nói, "Được, tôi sẽ làm theo cậu nói." Tối đó, Ngô Bình quay trở lại khu vui chơi trẻ em. Có vài đứa trẻ ở đó cần anh tiếp tục trị liệu. Sau khi chữa bệnh cho bọn trẻ, anh tiếp tục cảm nhận lực công đức. Anh quả nhiên phát hiện ra các bệnh nhân được anh chữa trị hôm nay, trong lòng đều biết ơn anh mà loại tình cảm này chuyển hóa thành lực công đức, không ngừng được võ hồn của anh hút lấy. Tối đó anh không tu luyện mà mở máy tính ra soạn một tài liệu về y học, đặt tên là nhập môn y học hiện đại mới. Anh viết vô cùng chi tiết, tài liệu dài tới hơn một triệu chữ. Vì tốc độ gõ chữ quá nhanh mà tối đó anh làm hỏng mười mấy cái bàn phím. Bộ tài liệu này chỉ là giáo trình nhập môn của anh mà thôi. Viết xong tài liệu, anh cho người đi in rồi đóng thành quyển. Tiếp đó, anh còn thêm một số hình ảnh minh họa, sau này sẽ được dùng cùng với giáo trình. Ngày hôm sau, anh tiếp tục đến bệnh viện làm việc, hôm nay anh sẽ khám ở khoa phụ khoa. Nơi này vốn được cho là khá bẩn, còn hay được nhiều người nói giỡn là khoa có mùi nhất. Mà nơi này đa số là nữ bác sĩ. Anh đến khoa này, chủ nhiệm khoa là bác sĩ La Hiểu Hồng đích thân ra đón. Phụ khoa là một khoa khá mạnh của bệnh viện Trung An vì chủ nhiệm khoa là bác sĩ hàng đầu về phụ khoa trong nước. Luận về thực lực thì khoa này của bệnh viện Trung An không hề thua kém các bệnh viện hàng đầu ở Vân Đông khác." La Hiểu Hồng cười nói, "Bác sĩ Ngô, cuối cùng thì anh cũng tới rồi." Ngô Bình đáp, "Khách sáo rồi, chúng ta học tập lẫn nhau." Do rút kinh nghiệm từ hôm qua nên hôm nay bệnh viện chỉ cho bệnh nhân phụ khoa đến xếp hàng. Ở cổng bệnh viện cũng dán thông báo bác sĩ Ngô hôm nay sẽ thăm khám ở khoa phụ khoa. Các bác sĩ có năng lực và kinh nghiệm nhất khoa đều thi nhau tới quan sát và học tập muốn rút ra được kinh nghiệm từ quá trình quan sát. An An cũng lại xuất hiện, hôm nay cô ấy đặc biệt thay bộ đồng phục màu hồng của hộ lý. Vì muốn bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân nên ống kính từ đầu đến cuối chỉ quay về phía Ngô Bình. Bệnh nhân đầu tiên là một bác gái ngoài 50 tuổi. Yêu cầu của bệnh nhân này rất đơn giản, bác gái nói khi sinh đứa con đầu tiên, lúc ở cữ đã bị trúng gió. Từ đó đến nay bị sợ lạnh, trời nóng cũng không dám bật quạt mạnh và điều hòa nếu không thì phần eo và chân sẽ bị đau rất dữ dội ngô bình quan sát một lát rồi nói với một bác sĩ tình trạng của bệnh nhân này là điển hình cho việc mất cân bằng cục bộ dẫn tới đau nhức chỉ cần giúp bệnh nhân lấy lại cân bằng là cơn đau sẽ biến mất sau đó anh hỏi bác gái có phải khi bác châm cứu và mát xa thì cơn đau sẽ thuyên giảm đi không bác gái gật đầu đúng vậy bác sĩ nhưng không được bao lâu mấy tháng sau lại đau Hi mấy chục năm nay tôi đã đi không biết bao nhiêu bác sĩ nhưng đều không chữa được tận gốc. Sau đó, bác gái hỏi, bác sĩ, có phải do năm đó trúng gió khi ở cữ nên mới dẫn tới tình trạng này? Ngô Bình cũng có chút liên quan, trước đây y học không phát triển, trong thời kỳ ở cữ sản phụ rất yếu nên người xưa đã đúc kết ra những phương pháp để bảo vệ sản phụ trong thời gian ở cữ. Năm đó bác sinh con có lẽ là 30 năm trước nhỉ. Lúc đó điều kiện y tế còn kém. Hơn nữa, khi đó bác còn nhiễm virus cảm lạnh. Bác gái vội gật đầu, không sai, là bị nhiễm virus, sau đó uống thuốc cả nửa năm mới khỏi. Ngô Bình, vấn đề xuất hiện từ lúc đó, có một số virus đã xâm nhập vào dịch bạch huyết, sau đó đi vào máu. Nếu cháu đoán không sai thì lúc đó bác còn bị nhiễm trùng máu, tình trạng rất nghiêm trọng. Bác gái kinh ngạc thốt lên, bác sĩ, cậu giỏi quá. Lúc tôi đang uống thuốc chữa bệnh thì sốt cao, lần đó tôi suýt mất mạng ở viện suốt hơn một tháng trời. Ngô Bình, tóm lại, là vi khuẩn đi vào cơ thể gây viêm nhiễm, hơn nữa tình trạng kéo dài không được chữa dứt điểm dẫn tới cơ thể bị mất thế cân bằng cục bộ, hậu quả là những cơn đau kéo dài. Anh nói tường tận như vậy thực ra là cho các bác sĩ kiến tập nghe. Sau đó anh kết luận, cho nên chúng ta phải lấy lại cân bằng cho cơ thể. Có rất nhiều phương pháp để làm việc này. Ngô Bình bảo trợ lý mang máy vật lý trị liệu có thể điều chỉnh nhiệt độ đến. Ngô Bình dán miếng làm nóng đã được điều chỉnh đến 45 độ vào phần thắt lưng của bác gái. Bác gái sang bên cạnh tiếp tục điều trị còn anh tiếp tục khám cho bệnh nhân thứ hai. Khám cho bệnh nhân nào anh cũng nói rõ nguyên nhân gây bệnh, phương pháp chữa trị và các dấu hiệu điển hình của bệnh. Các bác sĩ kiến tập vội lấy giấy bút ra ghi lại những gì anh nói, thậm chí có người còn ghi âm lại để khi nào có thời gian sẽ sắp xếp lại thông tin. 40 phút sau, Ngô Bình gọi bệnh nhân đầu tiên quay lại. Anh hỏi, giờ bác cảm thấy thế nào? Bác gái vặn vẹo cái eo rồi kinh ngạc đáp, ôi, không đau nữa rồi. Bác sĩ, vậy là khỏi rồi sao? Ngô Bình, 45 độ, nhiệt độ này có thể giúp cơ thể bác hồi phục lại thế cân bằng. Sau khi về nhà, bác cứ tiếp tục châm cứu. Châm cứu xong thì trường nóng 45 độ ở vùng thắt lưng và chân, ngày làm hai lần như vậy, mỗi lần 40 phút. Nếu chăm chỉ thực hiện thì khoảng 7 ngày là sẽ chữa được dứt điểm căn bệnh. Bác gái vô cùng mừng rỡ, "Bác sĩ Ngô, cậu quá giỏi. Cuối cùng tôi đã đến đúng chỗ rồi. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm." Nói rồi bác gái cúi người tỏ lòng biết ơn. Bệnh nhân thứ hai là một người phụ nữ chừng 30 tuổi. Người này bị viêm nhiễm phụ khoa, hơn nữa còn có mùi khó chịu. Ngô Bình không như các bác sĩ khác kê đơn thuốc kháng sinh hay đặt thuốc bên trong mà kê một liều thuốc bổ để bệnh nhân uống trước khi đi ngủ. Về sau Bệnh nhân này uống thuốc 3 ngày là tình trạng viêm và mùi đã khỏi hẳn. 7 ngày sau, bệnh nhân cảm giác cơ thể khỏe khoắn hẳn ra. Mỗi người mỗi thuốc, cách tư duy và trị liệu của Ngô Bình vô cùng phong phú. Có lúc thì khuyên bệnh nhân ăn một số loại thực phẩm, có lúc lại bảo bệnh nhân tập một vài động tác, có lúc lại yêu cầu bệnh nhân hát hò, hét lớn khiến các bác sĩ khác đều vô cùng ngạc nhiên. Những khán giả xem chương trình phát sóng cũng kinh ngạc, thực sự có thể trị bệnh như vậy sao? một nữ bác sĩ hỏi bác sĩ ngô chúng ta làm nghề y thường sẽ có một bộ quy chuẩn cố định dùng để phán đoán và điều trị bệnh phương pháp của bác sĩ rất hiệu quả tác dụng phụ cũng ít nhưng chỉ sợ là không thể phổ cập để cho các bác sĩ khác làm theo ngô bình đáp bác sĩ có suy nghĩ như vậy là do tư duy đã bị bó hẹp phương pháp chữa bệnh cũng bị đặt trong một cái khung thực ra quy chuẩn mà bác sĩ nói cũng là do người đi trước đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn mà thành trong tương lai y học hiện đại ngày nay cũng sẽ có một bộ phương pháp như vậy. Nữ bác sĩ gật đầu, bác sĩ ngô, anh thực sự rất giỏi. Tránh ra tránh ra. Lúc này, đột nhiên ở cửa có tiếng ồn ào. Những bệnh nhân đang xếp hàng bị đẩy ra, sau đó một gã đàn ông bụng to như cái trống, cao tới mét 9 bước vào. Đi sau anh ta là một người phụ nữ trông khá xinh đẹp. Gã to con trợn mắt, hỏi cậu chính là ngô thần y. Nghe nói y thuật của cậu rất cao minh, mau xem bệnh cho vợ tôi đi. chương 1020, bùa hộ mệnh. Người phụ nữ đi cùng kéo tay gã đô con, nói chồng, anh đừng như vậy, chúng ta ra đằng sau xếp hàng đi. Gã đồ con trợn trừng mắt, đáp không được, giờ bệnh của em nặng lắm rồi. Làm gì còn thời gian mà xếp hàng cơ chứ? Ngô Bình liếc mắt nhìn người phụ nữ, cô ấy quả thực bị thương nặng bên trong. Nội tạng đã dập nát hết, nhưng có một sức mạnh thần kỳ nào đó khiến cô ấy vẫn còn sống đến giờ này ngô bình lạnh lùng nói mời ra đằng sau xếp hàng gã đâu con điên tiết xếp cái gì mà xếp mau chữa cho vợ tôi đi gã đàn ông này vô cùng thô bạo giơ tay định tóm lấy ngô bình nhưng vừa vươn tay ra thì đã bị ngô bình khóa chặt cổ tay toàn thân anh ta đột nhiên cảm giác ngứa dâm ran một lực khổng lồ đi vào trong cơ thể anh ta gã đô con không kiểm soát được cơ thể mà phục một cái quỳ sụp xuống đất người phụ nữ kia kinh ngạc cũng vội vã quỳ sụp xuống đất xin lỗi bác sĩ là chồng tôi cư xử không tốt ngô bình lạnh lùng đáp vết thương bên trong của cô bác sĩ bình thường không chữa được đâu đưa chồng cô về đi bảy giờ tối hãy gọi số điện thoại này nói rồi anh đưa cho người phụ nữ một tấm danh thiếp sau khi ngô bình bỏ tay ra gã đô con mới từ từ đứng dậy trong lòng anh ta cực kỳ kinh ngạc ở trong gia tộc, anh ta đã là một kẻ rất mạnh. Nhưng so với người trước mặt thì lại yếu ớt chẳng khác nào con kiến. Biết đã gặp phải cao thủ nên gã đô con chắp tay, sau đó quay lưng đi khỏi đó. Sau sự cố đó, Ngô Bình tiếp tục xem bệnh, đến cơm chưa anh cũng không ăn, làm việc đến tận tối mới tan ca. Sau khi tan ca, anh lên một chiếc ô tô đỗ trong khu vực đỗ xe của nhân viên. Lý Niệm Tổ đã ở trên xe, còn người lái xe là người của nhà họ Lý. Hóa ra, Lý Vân Đẩu và bà nội đã về Vân Đông, bảo Lý Niệm Tổ tới đón con trai về ăn cơm. Đến nhà họ Lý, Lý Vân Đẩu đang chuyện trò cùng một vài nhân vật quan trọng trong dòng họ. Ngô Bình đến thì cũng vào chào hỏi họ. Thực ra Ngô Bình đã gặp những người này trong cuộc họp họ hàng trước đó. Lý Tú Thành cũng đang ở đó. Lý Tú Thành cười nói, Huyền Bình, chú nghe nói nhà cháu giờ đã có một chỗ dựa vô cùng vững chắc rồi. Đây chính là điều mà Ngô Bình mong muốn, anh gật đầu, bố cháu tư chất rất tốt. Thực ra trong những năm thất lạc, ông ấy đã gia nhập một giáo phái lớn ở tiên giới, gọi là Âm Dương giáo. Giáo phái lớn ở tiên giới? Có người hỏi, Huyền Bình, tiên giới này thực sự tồn tại sao? Ngô Bình, đương nhiên là có tồn tại, người của tiên giới hạ phàm đều là thiên tiên, trở thành thiên hạ vô song ở thế giới của chúng ta. Mà Âm Dương giáo này lại là một trong những thế lực mạnh nhất tiên giới. Nói thế này cho dễ hiểu. Nếu âm dương giáo chọn đại vài người xuống đây là có thể san bằng thế giới của chúng ta. Mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, giáo phái này mạnh đến vậy sao? Ngô Bình nói chuyện với mấy người này một lúc rồi cũng rời khỏi đó. Anh ăn một bữa cơm bình đạm, chẳng mấy chốc đã đến 7 giờ. Gã đâu con sáng nay quả thực gọi điện tới, nói: "Ngô thần y, hiện giờ cậu có thời gian không?" Ngô Bình, nửa tiếng sau, tôi sẽ ở khách sạn chờ hai người, sau đó anh cho họ địa chỉ khách sạn anh hẹn chỉ cách nhà họ Lý khoảng hơn 1.000 mét. Ngô Bình cầm hộp thuốc đi rồi tới đó thuê một phòng. Khi anh vừa vào phòng thì đối phương đã gọi điện tới báo mình đã tới khách sạn. Anh đọc số phòng cho họ, gã đồ con và vợ nhanh chóng xuất hiện ở đó. Vừa tới nơi, gã đồ con đã cung kính nói, bác sĩ, sáng nay là do tôi vô lễ, tôi xin tạ lỗi với bác sĩ. Ngô Bình, hai người chắc chắn không phải người bình thường đúng không? Vợ anh bị nội thương, là vết thương do bị cao thủ đả thương tạo thành. Gã đâu con gật đầu, bác sĩ Ngô rất có mắt quan sát, vợ tôi bị kẻ thù đánh bị thương. Chiêu thức chúng sử dụng là Chấn Sơn Quyền. Ngô Bình, trên người vợ anh có một thứ đặc biệt giúp vợ anh duy trì sự sống phải không? Gã đâu con, có một viên tiên ngọc bất tử là bảo vật gia truyền của nhà tôi. Nếu không nhờ có nó thì vợ tôi đã không thể sống tới giờ. Ngô Bình lúc này mới để ý trong tay người phụ nữ đang cầm một viên ngọc to cỡ chừng một quả óc chó. Từ viên ngọc này phát ra năng lượng, chính năng lượng này bảo vệ nội tạng của cô ấy. Ngô Bình lập tức lấy ra kim châm cứu, đồng thời cho người phụ nữ uống thuốc. Nửa tiếng sau anh đã giúp người phụ nữ hồi phục như ban đầu. Hai vợ chồng họ liên tục cảm ơn anh. Ngô Bình, nếu tôi đoán không sai thì hai người chính là người của một trong những ẩn tộc tại Vân Đông gã đô con trầm ngâm một lát rồi đáp đúng vậy có điều gia tộc của chúng tôi giờ mai một rồi ngô bình bảo anh ta ngồi xuống rồi hỏi anh nói vợ mình bị kẻ thù đánh trọng thương gã đô con gật đầu sau đó tự giới thiệu anh ta tên là thôi quảng hải nhà họ thôi từng là ẩn tộc mạnh nhất vân đông nhưng vì đắc tội với một thế lực lớn nên thế hệ nào của gia tộc này cũng bị ám sát đến hiện nay thời của thôi quảng hải chỉ còn lại duy nhất mình anh ta các thế hệ trước giờ chỉ còn bố và chú anh ta là còn sống, còn lại đều bị sát hại. Đến vợ anh ta cũng khó thoát khỏi bàn tay của lũ sát nhân. Mới hôm qua cô ấy bị đánh một trường, nếu không nhờ viên ngọc thì đã mất mạng rồi. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, ám sát trong nhiều năm liền. Đối phương là thế lực nào vậy? Thôi Quảng Hải, đối phương cũng là một ẩn tộc, nhưng chuyên đánh giết thuê. Người nhà này họ âm, 10 năm trước, nhà họ âm đang theo mục tiêu bọn chúng định giết nhưng sau đó mục tiêu này được ông nội tôi cứu từ đó trở đi nhà họ âm cứ liên tục báo thù gia đình tôi ngô bình như thể suy nghĩ gì đó rồi nói như vậy tôi cứu vợ anh thì cũng chính là đắc tội với nhà họ âm thôi quảng hải vô cùng áy náy nói tôi e là như vậy nói rồi anh ta lấy viên ngọc từ trong tay vợ dùng hai tay đưa cho ngô bình thứ này cứ coi như phí chữa bệnh của chúng tôi xin thần y nhận lấy ngô bình cũng không khách sáo anh nhận lấy viên ngọc rồi nói, được, vì anh đã tặng tôi viên ngọc quý này, tôi sẽ giúp anh giải quyết chuyện nhà họ âm. Thôi Quảng Hải xứng người, thần y sẽ giúp tôi giải quyết. Ngô Bình, không sai, sau này hai người sẽ không phải sống trong lo sợ nữa. Thôi Quảng Hải cúi lại anh, đáp vậy tôi xin đa tạ. Ngô Bình, giờ hai người có thể về rồi. Sau khi hai vợ chồng nọ rời khỏi, Ngô Bình lạnh lùng nói, ở bên ngoài rình dập lâu như vậy, chi bằng đi vào phòng làm tách trà. Xem cửa sổ động đậy, một cái bóng đen vụt nhảy vào phòng. Đó là một tay sát thủ, hắn lạnh lùng nói, người nhà họ âm muốn giết mà cậu lại dám cứu, gan to thật đấy. Ngô Bình, lời tôi nói anh cũng nghe thấy rồi đấy, rắc rối của nhà họ thôi tôi sẽ giải quyết. Cái bóng đen cười lạnh, chỉ dựa vào cậu. Dẹp, từ ngoài cửa sổ, đột nhiên có một thanh kiếm bay vào phòng. Người mặc đồ đen kinh ngạc, vội vã tránh sang một bên. Nhưng vẫn muộn một chút, tay trái hắn ta đã bị chém gãy, máu tươi đang phun ra. Hắn gầm lên giận dữ, là tên khốn nào dám đánh lén tao. Một long vệ đẩy cửa sổ nhảy vào trong phòng rồi gật đầu chào Ngô Bình. Ngô Bình, tôi không giết anh, bảo ra chủ nhà họ âm các người đến gặp tôi. Nếu người đó không tới, tôi sẽ đưa người đuổi giết đến tận nhà họ âm các người. Gã mặc đồ đen nhìn Ngô Bình chầm chầm rồi nói, cậu ra mặt thay cho nhà họ thôi. Ngô Bình, anh có thể hiểu như vậy, đi đi, anh chỉ có một tiếng. Sau một tiếng mà người đó không tới thì tôi sẽ ra tay. Bóng đen kia hừ lạnh một tiếng rồi lách người, nhảy qua cửa sổ rồi biến mất vào màn đêm. Hắn ta quay về báo cáo lại với chủ nhân của mình chuyện vừa xảy ra. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 58.